đấy luôn, không về nữa. Đâu các bạn lại hỏi hả? Các bạn lại hỏi em hả em? Các bạn lại hỏi em đúng không? Em ơi, chị Mary Thúy Phạm ơi, chị cho em xin thông tin tên người chuyển khoản cho chị. Đi ra đây, ra đây con. Ra đây em chào các bạn. Thì này em cũng chịu khó lên sóng truyền hình nha. Mà đợt này á hả, tay mẹ nó ra da nhanh thật đấy chứ. Nó trời ơi đất da. Hay làm thì nó khâu đây. Hay chúa nó làm cái gì đâu. Không phải, mình đi làm móng mình cắt là nó khâu đây. Vậy hả? Còn đứa bé cả năm nó không làm, con cứ già ra nó cứ làm cái đấy nó hết rồi. Màu đỏ hả? Yeah.
chiều nay nói rõ ràng là cái hàng này tụi mày khỏi treo để dưới chân đưa nhu cầu. Mà bây giờ lại bắt đầu chưa đưa ra là sao? Mai gặp lại. Mấy cái bạn này. Máy bay hả? Mai gặp lại nhá. Hello. Tú ơi, con gái giống bố là giàu ba họ đó. Trời ơi, chương cái nào chạy lên chương cái. Cái kiểu tóc này là kiểu tóc huyền thoại của em mà chị Trang. Thì luôn á, kiểu này là kiểu huyền thoại của em từ thời em còn con gái cho đến bây giờ luôn. Mà không hiểu vì sao em lại có một ông chồng lại cứ thích vợ đi cắt tóc tèm. Không thể hiểu được. Lại còn dụ để em đi cắt tóc tém nữa. Trời ơi, em bảo cái mặt em là mặt thuần Việt Nam mà đi bảo đi cắt tóc tém thì trời đất ơi, cái tiệm cắt tóc người ta chắc cũng không dám cắt cho em luôn ấy. Còn nữa không? Hay chỉ có một ngày thôi? Các chị vô chưa? Các chế nhà mình vô chưa? Đâu hết rồi? Trời ơi, đâu có con chuồn chuồn vậy? Bắt con chuồn chuồn này. Mày đừng nói mày sợ nha. Thế mà lại có một ông chồng khoái cho vợ cắt tóc tém. Cứ thế hay thế nhỉ. Cái lô dạng này này mà cái hoa mai nhỏ nhỏ còn màu đỏ không Tú? Cái hoa màu đỏ á. Cái dạng tơ tầm này nè, nhà mình có lô thỏ dơi này với cái lô hoa. Đúng không? Giống cái màu vàng mà trưa nay chị nói với em là hàng chưa có về. Tham em coi cái mẫu đấy mà có màu đỏ không? Còn màu đỏ không? Đây phải không chị? Màu này đúng không? Chứ nó không có màu đỏ đâu nha chị nha. Nó chỉ có màu này thôi. Trong bảng màu của nó chỉ đúng một màu này thôi chị. Chứ nó không có màu đỏ đâu nha. Chị ơi, chạy cổ hai. Gì? Này, đặt tên này là bảo đảm luôn. Chỉ cần ai mà nhắc một lần thôi là nhớ luôn. Nếu không có hai áo nhan sáng lại đây. À, chị ăn đèo lấy hả? Bây giờ như vậy đi. Chị có thời gian không? Chị có thời gian không? Với lại cái thọ nhà nha xá hôm nay em về full màu á. Nếu chị có thời gian, vì chị là khách hàng rất là lâu năm của nhà em, mà thật sự chị mua hàng em rất là quý cái cách mua hàng của chị, cho nên tiện á. Bây giờ nếu như mà cái đó nó không phải một màu đâu, rất là nhiều màu, em có cả mười mấy màu lận. Nhưng mà là có nhiều, có một hai màu mà hàng mà cái màu của nó mà màu hot á, thì hiện bây giờ em chỉ còn một hai áo thôi. Tí nữa cả mới cả cũ luôn em sẽ tính cho các chị giá tốt. Còn nếu đúng lịch như ngày hôm nay là Vân Sóng hàng lẻ ra, là hàng này là hàng xả với hàng bom này, còn ai còn nhu cầu nữa không? Và em nhắc thêm một lần nữa này, các chị ơi, các chị có nhớ những cái mẫu này không? Những cái mẫu này là đúng ra em đã bán hết rồi, mà cứ bị bom về. Mà cái lúc bán ấy thì lại không có hàng để bán, mà cái lúc bán cho những chị đó thì lại hàng hoàn về. Em cứ bán đi bán lại, bán tới bán lui, chỉ có vài cái màu này thôi. Thí dụ như cái màu này giờ em có 100 áo đi, em bán cho nhau đâu có đâu mà cứ hoàn đi hoàn về. Một áo hai áo bán lẻ, trời ơi nó khổ muốn xỉu luôn ấy. Trời ơi là sao vậy mấy chị ơi? Bây giờ em nói lại thêm lần nữa nha. Cái này là em, cái này là hàng lẻ nè. Em bán cho các chị nè. Em đã bán cho các chị 170.000, đã vậy em còn miễn phí ship nữa. Trời đất ơi, lỗ vốn lắm rồi mấy tí ơi. Rồi cọp rồi bây giờ hả? Nhiều chị là mua hàng xong cứ mua gì thế, không có cho tí thông tin nào hết, xong không gửi hàng đi, cái bảo ủa sao không gửi hàng. Lại tức nữa, nhắc tới lại tức nữa, lại bắt đầu lại ngứa miệng nữa rồi, khổ ghê luôn ý. Nha.
cái người cần mua ấy thì lúc đấy lại không chốt được, vì là các chị comment sau, bên em thì cứ chị nào lấy trước thì em lấy trước, còn không thì bây giờ hả, trừ khi tụi em biết chị là quen lắm rồi thì em chốt, còn không thì màu cộng số điện thoại cho các chị comment mấy ngàn lần số điện thoại đó, các chị comment nổi không, khổ ghê gớm luôn ý. Màu đen em còn 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tổng là 5 áo. Màu đen, 100 loại vải huyền thoại của nhà em. Mà 5 áo này ấy, là bằng người ta mua 5 áo về bán trong một màu mới rồi đấy. Mà màu này là bán đi bán lại, đợt trước em bán cái chị hỏi đã không có rồi. Xong ngừng, ngừng xong lại xẻ ra. Là sao? Vui vẻ không phẫu à? Phải gọi chị Trần Bé Dư. Không gọi không chịu nổi được. Trời đất ơi. Còn không thì bây giờ các chị mua hàng của nhà em là cứ màu cộng số điện thoại, cứ một comment là một cái màu cộng số điện thoại thôi, các chị đắn được không? Các chị đắn khỏi mua hàng luôn á. Không, cho thông tin trên like á, là các chị sẽ, tụi em còn bảo vệ các chị bằng cách là các chị cho thông tin trên like á, là các chị sẽ bị những chỗ khác người ta gửi hàng, nhỡ khi không đúng hàng của nhà em thì các chị tội các chị. Mà bây giờ thông tin của mình là thông tin mật mà các chị, các chị biết rồi đấy, em bán hàng cả một, cứ mỗi lần em mở like lên là em nói với các chị là dùng từ là người ta cứ xài toàn cái nít. Nói chung là thôi không nói nữa, thôi mệt quá luôn đấy các chị ơi. Nói một hồi dài dòng mất thời gian. Rồi bây giờ không cần phải nói nhiều. Vân sóng đẹp đúng không? Vân sóng đẹp đúng không các chị? Đẹp, chất lượng, hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi vui vẻ hống gạo thứ bảy này các chị. Đã vậy mặc áo đỏ nữa, trời ơi gạo gì nữa đâu các chị nhờ. Chốt đơn cho em còn 5 áo. Đây em còn nè, các chị nhìn thấy này, màu trắng đợt trước các chị hỏi em nhá. Danh dự luôn, các chị hỏi em cũng không có luôn. Bây giờ cũng lòi ra, ôi nhìn thấy mấy cái này là tức. Cộng thêm cái màu xanh của ba nữa em chưa nói tới đâu. Chốt đơn cho em lần cuối cùng, nhưng mà em nói trước thêm một lần nữa, cuối cùng nha. Ngày mai á, tí nữa em tối em về em sẽ nhận nhân viên ở bên nhóm. Bất cứ chị nào mà mua hàng này của nhà em tối ngày hôm nay mà bên em được ưu tiên, có nghĩa là em ưu tiên, em đã chốt cho chị giá tốt này, đã chốt cho chị trước rồi, mà các chị xả ra em nói trước nha, em xả hết đơn hàng luôn, là thứ nhất. Thứ hai nữa, từ lúc đó đổ đi là sẽ không bán nữa. Các chị có tiền các chị cứ thoải mái chỗ khác mua giúp em đi ha. Rồi chốt đơn cho em, đem giá 150 năm áo. Trắng có bằng này hả nhỏ? Tê tê vũ 2 đen, còn đen ạ, đen kim cương cho em, chất vải là lụa vân sóng. Em không có bán mấy cái loại lụa mà các chị đang mua ở ngoài thị trường đâu, em nhé, em không có bán loại đó nha. Rồi tốt quá, kim thanh đen hết tiền rồi. Trắng cũng có 5 áo luôn, chị nào lấy thì các chị chốt trắng kim cương cho em. Chất này của nhà em là chất vải lụa vân sóng, em không có bán bất cứ một chất nào giống những chất mà các shop đang bán. Nhà em là chất hoàn toàn của lụa vân sóng nha các chị nha. Rồi trắng cho em 2 trắng còn 3. Đã vậy giờ con bé đang là mập nữa chứ. Đây màu này cũng vậy luôn, ai còn nhu cầu mua thì cứ lấy thoải mái cho em Tú. Màu này các chị lấy thì Thanh Hương trắng còn 1 còn mấy trắng còn 1. Ủa sao vậy, sao máy của chị nó không có lên vậy? Mây xanh trắng. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu xanh đậu nha, xanh đậu cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đậu cho em. Chất này của nhà em Tú á, là chất vải lụa vân sóng. Bên em không có bán chất vải giống như là các shop đang bán nha các chị nha. Đắn cho em xanh đậu 150.000 một áo. Nghe kỹ chưa các chị ơi? Thanh Hương xanh đậu, Thanh Hồng Nguyễn 2 xanh đậu xanh này là xanh ngọc, xanh ngọc cho em. Kim Lê xanh đậu dè cho em. Bê Tê Vũ 2 xanh đậu còn 1. Hoàng Anh Vũ xanh đậu, xanh đậu. Hồng Son cho em. Ngọc có một bịch đấy, mày đi thì bỏ vô đây làm gì cho nó rối vậy. Để từ từ thả xuống phát một. Hồng Dâu cho em. Trần Hòa xanh ngọc còn 1. Lan Thanh Trương xanh ngọc, hết xanh ngọc.
da động cho em. Thanh hồng da. Xăm Đức Mẹ. Xăm Lý Đạo. Hồng son. Đồng Tú Nguyễn Hồng Dâu. Che đi Nguyễn Hồng Dâu. Gặp cho em. Đeo cây vũ hai Hồng Dâu. Tím Cà. Tím Cà, tím cỏ. Dạ đọc rồi. Thôi mày đừng lựa nữa Nhung ơi. Mày lựa cũng vậy à. Cứ cho các chị mua đi. Nếu mà các chị mua mà các chị xẻ ra thì nói mấy đứa nó xẻ hết đơn. Có vậy thôi. Cái vũ hai tím cả. Có một. Cái lựa làm gì. Tím lục bần cho em nha các chị ơi. Trang trần gạch. Còn một. Người ta bảo nếu người ta đã cố ý thì mày chả làm cách gì được. Cẩm Tú Nguyễn gạch. Hết rồi. Tím cỏ. Hết tím cỏ. Mới nói xong vui vẻ không gọn mà đúng gọn thật. Dạ nguyên tím sợ bởi cái thắng hoàn toàn. Hôm nãy con dựng hậu như vậy. Anna hai xanh Đức Mẹ hết. Đeo tí vũ hai tím lục bình còn. Đại Như tím lục bình còn. Tím Thu Nguyên tím lục bình còn ba. Bế Thủy Hồ tím lục bình còn hai. Nguyễn Thị tím lục bình còn một. Tại Uyển Nhi tím lục bình hết. Sao cổ vịt nữa. Không làm gì có cổ vịt. Cái đó là mùi lý đậm mà. Làm gì có cổ vịt. An Võ Xanh lý đậm. Còn đây. Của xanh của tím lục bình hết. Hôm nãy còn trường hợp như vậy này các chị. Bây giờ các chị bảo nhân viên nhà em xử lý như thế nào. Em để thử xem các bạn sẽ xử lý như thế nào cho các chị. Con trường hợp như vậy này các chị ơi. Em nhìn thấy rõ ràng luôn. Cho nên là chị nào mà vô tình vào hoặc là bây giờ mà em đang ngồi em coi lại đơn hàng mà rớt vào tầm ngắm của em mà một khi em nhớ là em nhớ ghê lắm. Các chị biết cái trí nhớ của em mà em nhớ đến 3 năm luôn chứ không phải đến một ngày đâu. Em nhớ đến 3 năm luôn á. Con trường hợp như vậy. Ship. Giao hàng đếm. Không phải giao hàng đếm mà shipper gọi điện cho người nhận. Người nhận nói á là người nhận không có ở nhà. Bây giờ là cọc để giữ đơn. Xong bắt đầu là cọc xong. Trong vòng chưa đầy 1 phút 30 giây đổi ý. Không lấy nữa. Bắt shop em trả lại tiền. Các chị, các cao nhân ở đây, các chị cho em cái tình huống để có thể xử lý như thế nào đối với cái trường hợp này được không các chị? Bây giờ thật sự luôn nha. Nếu mà nói về khách hàng và nói về người bán hàng, các chị bảo em xử lý làm sao? Các chị thử cho em vài lời khuyên coi là xử lý như thế nào. Có ăn được 100 ngàn đấy không các chị? Mà thật sự nha, nếu thật sự mà có ăn đi chăng nữa, em nói với các chị ăn là cũng phải đi ra chứ có ai để trong bụng mãi đâu. Đúng không các chị? Chưa trong vòng đúng 1 phút 30 giây là bắt tụi em trả ngược tiền lại, không lấy hàng nữa. Các chị cho em lời khuyên để xử lý cái tình huống đấy như thế nào đi nào. Mà em biết là chị khách đấy còn rất là nhiều đơn hàng ở bên em. Các chị cho em thử một cái câu xử lý là sẽ làm như thế nào đi các chị. Và áo em hoàn toàn là em may theo mét tới hết. Em không có may theo mét xuôi đâu chị nhé. Quần em cũng mặc vậy luôn chị. Quần em cũng may theo mét tới luôn. Tại vì sao các chị biết không? Vì tụi em buôn bán ở trên mạng. Vì tụi em buôn bán ở trên mạng mà rất là sợ những cái tình huống mà dùng từ gọi là nó hơi nhạy cảm một chút xíu đối với khách hàng.
chị có thể thiếu tụi em 1.000, 2.000, có khi tụi em quên là chuyện rất bình thường. Nhưng khách hàng mà tụi em tính sai 1.000, em bảo đảm với các chị sẽ không bao giờ bỏ qua cho tụi em nếu tụi em không xử lý cho mình. Hồng son em hết rồi chị Ngọc Hồng ơi. Mấy người đó không bán nữa hả? Nếu mà nói như vậy thì nhẹ nhàng quá chị. Vậy công em chốt đơn cho chị này, công em gửi hàng đi cho chị này, công em trả tiền cho ship này, công em trả tiền cho đơn vị vận chuyển này. Chị xem thường công sức của tụi em dữ vậy hay sao? Hả? Đúng không? Chuyện của các chị mà không nhận được hàng, đó là chuyện riêng của các chị, các chị phải tự xử lý. Chuyện đó bình thường. Còn các chị mua hàng của em có trách nhiệm gửi hàng đến cho chị thì chị đổi lại, chị phải có trách nhiệm nhận hàng dùm cho em. Còn nếu em gửi sai, em gửi thiếu, em gửi lỗi, tụi em sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mình. Còn chuyện lý do của các chị là lý do của các chị chứ không liên quan gì tới shop em, mà không nhận hàng shop em được. Còn cái chuyện tụi em không bán nữa là chuyện rất là bình thường. Thật sự rất là bình thường thôi các chị. Bây giờ mà có xin lỗi chứ, có đến cửa hàng của em mua em cũng không có bán nữa. Đó là chuyện rất là bình thường các chị ơi, đúng không? Rồi bây giờ nói để cho các chị hiểu vấn đề ở đây thôi, chứ em biết mà. Em nhìn cái em biết. Thật sự nói với tụi mấy đứa nhân viên nhà em mà bảo làm khó tụi nó, thật sự tụi nó cũng không bao giờ dám mà không trả lại tiền cho các chị. Nhưng mà nếu để bản thân em á, mà dùng từ gọi là không cần nữa đấy, đối với lại những trường hợp như vậy, 1.000 trường hợp như vậy, tụi em cũng không có cần nha. Chuyện của các chị phải tự lo cho mình. Em có trách nhiệm này, em bỏ tiền ra, em đi mua hàng về, em bán cho các chị nè, đúng chưa? Em bỏ tiền ra, em đi mua hàng, em về, em bán cho các chị, em kiếm bằng mồ hôi công sức, thì các chị phải có trách nhiệm nhận hàng cho em. Vì em có tự mang hàng đến cho các chị đâu, các chị đồng ý mua mà nha. Em không có tự nhiên tự làm đứa đến trước cửa nhà chị bao giờ. Cho nên những tình huống đấy, em nhắc các chị một lần nữa, em vẫn nói hoài, các chị mua hàng thì các chị có trách nhiệm với em, thì em sẽ đổi lại có trách nhiệm với các chị. Còn nếu mình không hợp nhau thì mình cứ xe nhau rồi chấm hết chương trình ha các chị ha. Đây, và áo em ạ. Nói mất thời gian. Này các chị, màu đỏ Giáng sinh, Tết, đồng phục rất đẹp. Giá này được giảm đến 30.000 một áo, 170.000 một áo. Chất vải là lụa vân sóng kim cương nha các chị nha. Chất là lụa vân sóng. Đợt trước em mang các chị màu đỏ đô tươi, nhiều chị nói là còn không thì tạm thời bây giờ là đỏ đô tươi không có hàng. Xong em mới bảo em thấy màu đỏ cũng đẹp mà các chị thử đi nha. Thế là em đi may một cái về em bán cho các chị. Mà đợt này các chị mua là coi như em tính các chị giá này á, là thật sự với các chị luôn là em cũng hết lời rồi. Chứ em bán 200.000 một áo em mới có lời các chị nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em kim cương đỏ 170.000 một áo. Quần em mặc á là màu vàng mỡ gà. Đây các chị, tương đương với lại là 2 mét luôn, 170.000 một áo luôn. Các chị may nguyên một bộ là được giảm tính ra là 60.000, là 340.000 một bộ. Còn chị nào lấy hai áo ba áo thì lấy tùy các chị ha. Chốt đơn cho em đỏ kim cương, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ kim cương cho em. Mặc màu đỏ đi các chị, đẹp. Em là một người chưa bao giờ mặc màu đỏ bao giờ, em chỉ có mặc đỏ đô tươi cho các chị thôi, mà hôm nay em mặc đỏ được là các chị cứ vô tư các chị mặc cho em. Kim cương đỏ, xin tống kim cương đỏ. Nguyễn Nguyễn kim cương đỏ, Nha Đoạn kim cương đỏ, Nguyễn Julia kim cương đỏ, Thu Nguyễn kim cương đỏ, Hải Nguyễn kim cương đỏ. Giá em tính các chị có 170.000 một áo thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt kim cương đỏ cho em. Quang Nguyễn kim cương đỏ, Nhung Mai kim cương đỏ, Hương Sa áo dài ba kim cương đỏ, Lệ Rơi kim cương đỏ, Mai Thanh Đặng kim cương đỏ, Nguyễn Phương kim cương đỏ, Hà Đặng kim cương đỏ, Phương Nguyễn kim cương đỏ, Nhà Mai Ngọc Hồng kim cương đỏ, Diễm Võ kim cương đỏ, Đinh Thu kim cương đỏ,
anh sang kim cương các đỏ. Chị ơi, nó không đỏ quá đâu, đẹp lắm, đẹp lắm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt kim cương đỏ cho em nha. Kim cương đỏ, Dương Thị Lan kim cương đỏ, Cherry Nguyễn kim cương đỏ và vàng mỡ gà. Vi Hiền kim cương đỏ, Thủy Vũ kim cương đỏ, Khánh Ly Lê kim cương đỏ, Yến Phương Đỗ kim cương đỏ, Minh Nguyên kim cương đỏ, Nhà Mai Hoài Khương kim cương đỏ, Miêu Quế Lan kim cương đỏ, Nga Hoàng kim cương đỏ, Hoàng Hằng kim cương đỏ, Hoàng Hiệp Lý Hiệp kim cương đỏ, Thu Nguyễn kim cương mỡ gà, Yến Phương Đỗ vàng mỡ gà, Thơ Nguyễn vàng mỡ gà, Rơ Ti Vũ Hai kim cương đỏ, Hà Thị Én kim cương đỏ, Nguyễn Thi kim cương đỏ, Hằng Vũ kim cương đỏ và vàng mỡ gà, Riêng kim vàng mỡ gà. Phú Ngọc vàng mỡ gà. Chị nào lấy nguyên cái dấu mẫu mặt cầm lên giúp em kim cương đỏ và vàng mỡ gà nha chị ơi. Bỏ màu xanh cô ban lên đây cho chị. Còn lý do có màu xanh cô ban thì thôi coi như là đợt này là các Phú hai vàng mỡ gà. Đợt này là các chị mua được giá tốt đấy. Cái này là hàng bị lọt xuống dưới tận đáy ấy, thì bây giờ tụi nó mới chịu bỏ lên đấy. Cho nên là bây giờ mà các chị không mua là đúng là chén xuân này là tụi nó hết có về luôn. Vi Cẩm Tú hai vàng mỡ gà, Yến Hoàng kim cương đỏ. Chén xuân này là tụi nó hết về luôn các chị kim ơi. Kim cương đỏ và vàng mỡ gà. Các chị thấy vẹp đỏ đẹp không? Đỏ rất là đẹp. Trời ơi, mấy chị ơi, đỏ cực kỳ đẹp luôn. Không có đỏ quá theo cái kiểu mà các chị mặc nó bị quá nổi đâu. Rất là xuất sắc luôn. Chốt đơn ngay và liền cho em nha các chị nha. Ngọc Hiệp kim cương đỏ. Em bảo mà, trời, em thấy màu đỏ đẹp quá trời. Các chị may đồng phục được, các chị đừng có sợ đỏ quá. Em hôm nay là tăng ký vùn vụt luôn mà các chị thấy em mặc vẫn cứ ok, không có tí gắn nào luôn. Hồng Điệp kim cương đỏ và vàng mỡ gà. Thanh Phạm kim cương đỏ và vàng mỡ gà, Nguyễn Lan kim cương đỏ và vàng mỡ gà, Ngọc Minh Hân kim cương đỏ, Phương Trần kim cương đỏ, Hồ Thị Thu Thắng kim cương đỏ, Thu Nguyễn kim cương đỏ, Alina Hoa Nguyễn kim cương đỏ. Màu này lấy không các chị? Đúng ra là màu này là 200.000 một áo chứ không phải là 170.000 một áo đâu. Các chị ơi, mình gọi là mình gì? Mình thường nước đục thả câu đi các chị. Liêu Quế Lan vàng mỡ gà. Mình thường nước đục thả câu đi các chị. Nhà Mai Ngọc Hồng hai sang cô ban. Mình thường nước đục thả câu đi các chị. Màu này hai sang là... cô ban. Ba đúng không? Dạ đúng rồi. Bùi Thị Hoa sang cô ban. Lan Vi sang cô ban. Nhung Vũ sang cô ban. Bê Tê Vũ hai sang cô ban. Trần Hoa sang cô ban. Chi Chi Cô sang cô ban. Lưu Kim sang cô ban. Áo dài Nga sang cô ban. Thủy Nguyễn sang cô ban. Thu Nguyễn sang cô ban. Nhà Nguyên sang cô ban. Loan Ánh sang cô ban. Áo dài Thắm Vũ sang cô ban. Hải Mi sang cô ban. Lan Phương sang cô ban. Như Phản sang cô ban. Phương Vũ hai sang cô ban. Thay Chiến sang cô ban. Lâm Thị Bích Lụa sang cô ban. Kiều Chiến sang cô ban. Phạm Bình Hai sang cô ban. Thu Nguyễn sang cô ban. Tinh Trần sang cô ban. Nam Vi thêm một sang cô ban. Vi Nguyễn sang cô ban. Hoàng Gia Nhi sang cô ban. Tiếp Nguyễn sang cô ban. Lan Phương sang cô ban. Dương Nguyễn sang cô ban. Phạm Thị Mỹ Hiệp sang cô ban. Hà Thị Bùi sang cô ban. Nana sang cô ban. Phương Phùng Vi hai sang cô ban. Chị nào lấy nguyên bộ thì comment giúp em hai áo nha chị ơi. Nguyên Thị Ngọc Ánh sang cô ban. Ngọc Nguyễn sang cô ban 10 áo. 2 4 6 8 10. Ngọc Huệ sang cô ban. Tuyết Lan sang cô ban. Tuyết Vũ sang cô ban. Lý Mai sang cô ban và đỏ. Nguyễn Loan sang cô ban. Huỳnh Nga sang cô ban. Uyên Vũ hai sang cô ban. Si Nga Nguyễn sang cô ban. Hoàng Mai sang cô ban. Phạm Ngọc sang cô ban. Nhung Mai hai sang cô ban.
hơn sai cô ban còn mẫu. Mày cướp đi ta đi. Đây là tú sai cô ban. Phương ngô sai cô ban. Còn bố. Thảo Thanh Đơn sai cô ban. Còn ba. Yến Phương Đỗ xanh cô ban. Còn 2. Lê Phúc xanh cô ban. Còn 1. Oanh Nguyễn xanh cô ban. Chị nào lấy quên xếp mẫu mà comment giúp em kim cương đỏ và vàng mỡ gà nha các chị ơi. Các chị biết vì sao mà còn xanh cô ban này không? Vì đây nè, hàng nhiều quá. Nó để tận ở dưới góc với các chị. Hôm nay nó bới lên mà cũng không phải tụi nó bới cơ. Cho nên là vì sao mà nó sợ chị cản nó lắm. Chứ không phải dạng bừa đâu, lười. Hỏi tới cái gì cũng hết, cái gì cũng hết hết. Đúng ra là cái này mà em nói đi các chị luôn. Thì các chị cứ tính cho em đi. 55 áo nhân cho 200 ngàn một áo đi. Rồi đúng xuân này không về luôn đấy. Mà trong khi đấy hả, lúc mà em bán đồng phục có nhiều chị muốn mua không có. Bây giờ bắt em đứng em bán từng cái một. Dạ, yeah, chị Tà Trang ơi, xanh cô ba đi. Phan kim cương vàng mỡ gà. Phan kim cương đỏ. Bỏ một vàng qua đi Phan ơi. Rồi, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là kim cương xanh lá mạ. Em tính cho các chị giá 170 ngàn một áo. Giá này là giá em lấy vốn các chị. Trừ tất cả các chi phí, miễn phí vận chuyển cho các chị nữa là em lấy vốn các chị đó. Chứ lời lại phải 200 ngàn một áo. Em mới có lời các chị ơi. Mà bây giờ là còn những cái màu nào còn ấy, nếu các chị còn yêu thích thì các chị mua ủng hộ em nha. Vì hàng này em cũng nhập nhiều lắm. Em nhập thời điểm đó là tính ra 3-4 lần là em nhập đến gần 1.000 cây hàng. Đến bây giờ em còn bằng này nữa thôi. Trộm vía với các chị luôn là ai mà đã mặc vải này của em rồi là thật sự là một trong những mẫu best seller. Nhưng mà bây giờ cuối năm rồi em không có làm màu nào mà bị thiếu nữa. Có nghĩa là em không bổ sung nữa. Nhưng qua năm em sẽ bổ sung cho các chị một ít những cái màu mà các chị yêu cầu cần nha. Rồi màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu xanh lá mạ. Thuyền Nguyễn vàng mỡ gà. Dạ em tin các chị có 170 ngàn một áo thôi. Tất cả các chị mua chất vải trên thị trường hiện bây giờ nó là những cái chất hoàn toàn khác. Riêng nhà em Tú á là làm cho các chị lụa vân sóng. Mà cái nano của nhà em là nano ánh vàng ngay từ ban đầu khi bán cho các chị là các chị biết mà. Ha. Còn chị nào lấy áo em mặc thì các chị chốt cho em là kim cương đỏ. Quần em mặc là màu vàng mỡ gà. Là coi như các chị mua một bộ vào thời điểm này là được giảm đến 60 ngàn. Cộng với 30 ngàn tiền phí nữa là các chị được giảm cả 100 ngàn. Đấy là không ít đâu các chị. Cherry Nguyễn xanh lá mạ. Nhung Nguyễn xanh lá mạ. Tô Ba Tiệp xanh lá mạ. Hồng Diễm Hô kim cương đỏ. Nhung Nguyễn kim cương đỏ. Thu Nguyễn hai xanh lá mạ. Dâu tay vàng mỡ gà Thủy Nguyễn xanh lá mạ. Nga Mi xanh lá mạ. Thanh Lam hai xanh lá mạ. Bê Ti Vũ hai xanh lá mạ. Vân Nguyễn kim cương đỏ. Lá mạ còn tổng 7 áo nữa là hết. Phương vàng mỡ gà. Tê Bê Sa xanh Thủy xanh lá mạ. Tiếp xanh xanh lá mạ. Lá mạ còn 5, chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá mạ cho em 170 ngàn một áo. Nếu may nguyên bộ thì lấy giúp em Tú 2 áo nha các chị ơi. Lê Huệ xanh lá mạ. Tư xanh vàng mỡ gà. Lá mạ em còn 4 nha. Chị nào lấy thì các chị Thế chốt lên kim cương đỏ. Rồi, màu vàng này là nó ghi này. Các chị nhìn thấy tử không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Còn đúng 30 áo màu vàng hết luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cúc cho em. Thanh Dương Văn xanh lá mạ. Các chị ơi vàng cúc cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cúc cho em. Như kim cương đỏ. Vàng cúc cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cúc cho em. Xanh lá mạ. Phạm Bình hai vàng cúc. Phạm Thủy hai vàng cúc. Dương Trần Thi vàng cúc. Lê Huệ kim cương đỏ. Bạc Cát Thầy Thảo vàng cúc. Thùy Hương vàng cúc. Á Dài Thắng Phú vàng cúc. Dâu Tây vàng cúc. Ngọc Minh Hân hai vàng cúc. Yến Phương Đỗ vàng cúc. Quyên Cao Hà xanh lá mạ.
Rồi các chị không lấy vàng cúc thì em cũng qua luôn cho nhanh. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu xanh biển. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh biển cho em. Giá cho em vàng cúc hồng anh vàng cúc. Giá cho em là 170.000 một áo nha các chị ơi. Em nói với các chị bán tiếp là không biết bán cái gì luôn. Nhiều quá luôn đó các chị. Thu Nguyễn vàng cúc. Quá trời luôn á. Nói chung là hôm nay á, mà chị nào á mà có thời gian á mà bỏ ra trong nhà em á thì đổi lại em sẽ để cho các chị một mã. Mà nếu chị nào không có căn và đúng thời điểm là ngày mai các chị xem lại là các chị sẽ hối hận không bao giờ kịp luôn. Một cái cung. Hai Huyên Trần hai kim cương đỏ. Mà một khi em Tú nói là em Tú sẽ làm nha các chị nha. Mai Nguyễn vàng cúc. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu kim cương xanh biển cho em 170.000 một áo. Dung Trần Thi thêm hai vàng cúc. Kim cương xanh biển cho em, chị nào lấy thì các chị chốt kim cương xanh biển cho em nha. 170.000 một áo các chị ơi. Hồng cánh sen còn không? Hiện màu. Thôi cái này đi màu hồng phấn em không chị. Có chị ơi. Thảo Quyền xanh biển. Nguyễn Julia xanh biển hai áo. Những cái màu đấy là chị phải mua từ cái đợt tháng 5, tháng 6 á. Chứ giờ này cũng hết từ rất là lâu rồi. Phường Lê xanh biển. Màu này chị nào lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng tím nha. Hồng tím cho em 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím Nguyễn cho Thúy em. Nguyễn Thúy Nga vàng cúc. Nói gì thì nói chứ nói tóm lại là mặc cái gì thì mặc tới vân sóng là cũng Nguyễn Hơn xanh biển. Thùy Trang hai xanh biển. Nhung Nguyễn hồng tím. 170.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xanh biển cho em. Thu Nguyễn hồng tím. BT Vũ hai hồng tím. Cẩm Dương hồng tím. Hương Sa áo dài hồng tím. Nguyễn Trúc vàng cúc. BT Vũ hai xanh biển. Lệ Rơi xanh biển. Của chị Quân có hồng tím rồi bà chị. Em còn tổng 8 áo Thu hồng tím. BT Vũ hai vàng cúc. Nguyễn Trúc xanh biển. Trúc xanh vàng cúc. Tuyết Lê hồng tím. Còn Thủy Vũ hồng. Thủy Vũ hồng tím. Còn 5. BT Vũ Vân Tạ hai hồng tím. Còn 3. Ngọc Nguyễn ba hồng tím. Hết hồng tím. Lan Nguyễn vàng cúc. Còn 4. Nguyễn Tết vàng cúc. Còn 3. Hồng tím em hết. Ngọc Hân vàng cúc. Còn 2. Chị ơi màu lá mạng này có trời còn 2 lá. An Thúy vàng cúc. Còn 1. Em bán các vân sóng kim cương này xong là hôm nay á là em cho nhân viên gom toàn bộ vân sóng trơn. Tối ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các chị giá gốc nha. Thanh lý cho các chị giá gốc lụa vân sóng trơn. Còn bao nhiêu nữa ngày mai nếu các chị có muốn mua và qua năm vân sóng em sẽ lên giá khoản trơn là 150.000 một áo. Còn ai muốn bán bao nhiêu thì bán cho các chị nha. Trần Na vàng cúc. Hết vàng cúc. Rồi vô hồng cánh sen ra đây cho chị. Gà con xanh lá mạ. Đỏ tươi là màu em đang mặc ấy chị. Chị nào lấy xét mẫu mặc thì toàn men giúp em kim cương đỏ và vàng mỡ gà. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu hồng cánh sen. Nếu các chị muốn mua một loại vải trơn mà mặc đẹp. Em nói thật. Nếu giỏ chẳng qua là vì mấy chị khách quen nhà em mua hết rồi, mua đủ màu, cũng thiếu màu gì nữa thôi. Chứ còn nếu thật sự bây giờ mà có full màu 40 mấy màu á, có những màu các chị có cần mua bây giờ cũng không có hàng luôn. Hồng cánh sen cho em 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em. Dạ đúng rồi chị. Hồ Ngọc Lan kim cương đỏ.
Hồng Nhung Bùi 2, Hồng Cánh Sen BT Vũ 2, Hồng Cánh Sen. Hồng Cánh Sen cho em, chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Cánh Sen. Áo dài Thám Vũ Hồng Cánh Sen, Thu Nguyễn 2 Hồng Cánh Sen, Thái Mỹ Dung Hồng Cánh Sen, Mai Nguyễn 2 Hồng Cánh Sen, Mai Nguyễn Hồng Cánh Sen, Ngọc Hiệp Hồng Cánh Sen, Huệ Trần Xanh Lá Mạ, Trang Trâm Hồng Cánh Sen, Jenny Nguyễn Hồng Cánh Sen, Hà Mai Hồng Cánh Sen, Mai Nguyễn 2 Kim Cương Đỏ, Hoàng Mai Hồng Cánh Sen, Dâu Tây Hồng Cánh Sen, Phạm Huế Hồng Cánh Sen 10 áo. Giang Xuyến 2 Hồng Cánh Sen. Em chốt cho các chị kim cương ngày hôm nay là 170.000 một áo. Còn riêng lụa vân sóng trơn, tối nay em sẽ chốt đơn cho các chế nhà mình giá chỉ có 110.000 một áo thôi. Và em miễn phí vận chuyển cho mình luôn. Nếu các chị mua vào ngày mai là nhà em vẫn tính các chị giá 150.000 một áo. Và em còn tổng bao nhiêu nữa thì qua năm tính nha các chị nha. Vì thực tế là vân sóng qua năm em sẽ làm các chị số lượng rất là nhiều. Cao phim Mỹ Kim Cương Đỏ, Yến Hoàng Hồng Cánh Sen. Rồi em có cho các chị màu này là màu cam cà rốt. Cái màu cam cà rốt này á, là cái màu mà em chụp hình ở trong cái cây cổ thụ của rừng Nam Cát Tiên ấy các chị. Là màu này. Bạn Ngan Đoan Hồng Cánh Sen. Nhà Mai Ngọc Hồng 2 Hồng Cánh Sen. 3 rồi 4 rồi 1 là cái gì? Không có nói cái gì. Arena Hoa Nguyễn Cam Cà Rốt. Em cứ lên nghe cả cho chị hôm nay không? Có chị, có. Em khuyên mãi cho chị mua. Jenny Nguyễn Cam Cà Rốt. Em còn khuyên mãi cho chị mua mà. Mai Nguyễn 2 Cam Cà Rốt, Thương Văn Cam Cà Rốt, Ngọc Hiệp Cam Cà Rốt. Cam cà rốt cho em, chị nào lấy chị cái chị chốt cam cà rốt cho em nhé. Vương Sa áo dài Hồng Cánh Sen BT Vũ 2, BT Vũ 2 cam cà rốt. Sang Trần cam cà rốt. Hồng tím em hết rồi ạ. Em có màu này cam cà rốt. Màu hồng nút thôi. Vương Sa áo dài cam cà rốt. Vân Dũng cam cà rốt. Còn 5 cam cà rốt. Còn 4 Nguyễn Thị Kim Hạnh 2 cam cà rốt. Còn 2 Thu Nguyễn 2 cam cà rốt. Hết nha. Chị ơi, em có màu hồng nút thôi, chị nào lấy thì các chị chốt hồng nút cho em nha. Hồng nút là cái màu đợt trước các chị hỏi em á, nhớ không? À, Thân ơi, xong cái này á, cái lô mà sáng nay chị nói em mà hàng lẻ của mấy cái Hỷ Nha Xá với Thọ Nha Xá mà cái hàng lẻ em đưa hết ra đây cho chị đi, để chị khuyến mãi cho chị ăn nào này mua. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng nút nha. Hồng nút này là màu đợt trước mà các chị hỏi em nhiều nhất á, các chị nhớ không? Không, được đấy, em để ra đây nè, mấy cái hàng lẻ đi, còn hàng lô thì đã lấy sẵn rồi. Hồng nút cho em 170.000 một áo, may nguyên bộ thì lấy giúp em tủ 2 áo nha. Áo dài Thắm Vũ hồng nút, Nguyên Phạm hồng nút, Sài Gòn 2 hồng nút, Nguyễn Thị Thắng hồng nút, Dương Thị Xuân hồng nút, Hà Nguyễn hồng nút, Nhà Nguyên hồng nút. Màu này là màu cam đó. Nhà Mai Liễu 2 hồng nút, Thu Nguyễn hồng nút, Phương Ngô hồng nút. Màu này là màu cam đó, chị nào lấy thì các chị chốt cam đó cho em. Ai đến chung thêm một hồng để xem. Cam đất cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cam đất cho em. Nguyệt Hồng nút, Nguyễn Đào cam đất, Hoàng Hằng cam đất, Tiền Thị Phúc Nguyễn cam đất, Mai Phượng 2 hồng, Mai Phượng 2 hồng nút, Dương Nguyễn cam đất,
Trần Thị Anh Đào Hồng Lúc và Hồng Cánh Sen, Hoàng Nguyễn Cam Đất. Chị Vân lấy cho chị gì bộ này đi. Màu này là đợt đấy gọi là màu màu đất à? Nguyễn Julia Cam Đất. Với lại là màu màu tí màu hồng mà hồng ruốc. Thùy Hương Cam Đất. Còn xem á. Phạm Thị Mỹ Hiệp Cam Đất. Đất này, xem cực kỳ luôn. Quần nếu mà chị lấy quần thì chị đánh cho em hai em nha, may nguyên một bộ luôn cho nó đẹp chị ơi. Đây là em đang mặc. Đất. Chị nào lấy thì các chị chốt đất cho em. Em còn mỗi màu này với lại là thêm màu hồng ruốc nữa thôi là hết rồi các chị ơi. Sang Lý đẹp, em còn hai áo nè. Các chị Sang Lý đẹp, em còn hai áo nè. Nguyễn Thuyền Cam Đất, Nhung Nguyễn Đất. Sang Lý em còn hai áo này. Lý đẹp mẹ em còn hai áo nè các chị. Linh Thi Hai Đất. Cứ từ từ mấy màu này từ từ em sẽ quay trở lại. Thủy Vũ Đất. Nguyễn Thị Hoài Trang Đất. Có một cam đất lấy chưa? Dạ màu nào? Màu này đợt trước thì chị lấy rồi này. Nhung Nguyễn Đất. Hải Mi Hai Đất. Nguyễn Lễ Đất. Lan Hoàng Đất. Thanh Phan Hai Đất. Chị nào lấy nguyên bộ thì comment giúp em hai áo nha chị. Màu này là màu này nhà em gọi là màu hồng ruốc. Bộ mẫu mặt chị nào lấy thì comment giúp em là kim cương đỏ và vàng mỡ nè nha chị. Đen em hết rồi ạ. Quá trời. Hồng tím em cũng hết rồi ạ. Trâm Nguyễn Sanh Lý. Còn một. Thu Nguyễn Sanh Lý. Huy Phú Hồng Ruốc. Thiên Kim Hồng Ruốc. Cho mấy cái màu kim quay Hồng Ruốc ơi. Nguyễn Hiền Kim Cương Đỏ. Tiên Sản Hồng Ruốc. Sản Thị Mỹ Hiệp Hồng Ruốc. Tại vì nó có cái sàn một thông. Trên Bùi Hồng Ruốc. Bỏ ra luôn đi. Bỏ túi muối luôn để mai bỏ ra luôn. Dương Thị Xuân Hai Hồng Ruốc. Hà Nguyễn Hồng Ruốc. Nguyễn Lễ Hồng Ruốc. Hiệp Lê Kim Cương Đỏ. Anh Trần Hồng Ruốc. Của em nó có lẻ nha. Anh Phan Hồng Ruốc. Chị, mấy cái này của em là lẻ. Lẻ nhưng mà là em đang đợi những cái màu này đầy này chị này. Là vì hàng này là ngày mai. Như tối ngày hôm như hôm nay thì em chưa có số lượng nhiều, nhưng ngày mai em lại có đến mấy trăm áo lận. Nhưng mà tại vì có một chị khác yêu cầu cho nên chị coi được mã nào thì Nhung ưu tiên chốt cho chị cái này. Nhà em bán cái này là 200.000 một áo nha. 200.000 một áo nha các chị, chứ không có lẻ một đồng. Đặc biệt là cái này nè, là em có cho các chị hôm nay luôn là full màu luôn. Và ngày mai em có cả màu đen luôn. Chị nào đang đi kiếm màu đen với màu xám là em có luôn cho các chị luôn là full màu, không thiếu bất cứ một màu gì. Vì thời điểm này các chị chưa cần tới mấy cái hàng này đâu. Chưa đâu, bây giờ còn đang các chị còn đang lơ lửng ở đầu đâu ấy. Đó, có nhiều chị là chưa có kịp cập nhật luôn nha các chị nha. Nhưng em bảo đảm 20 tháng 11 xong, qua đầu tháng 12 bắt đầu là những cái hàng này là em nói với các chị là đi kiếm là nó siêu kiếm luôn. Cho nên em đang gom hàng rất là nhiều nha chị nha. Hoa Nguyễn Hồng Rút, Yến Hoàng Hai Hồng Rút,
Tuyết Nguyên kim cương đỏ, áo dài thắm vũ hồng rút, Thái Mỹ Dung vàng mỡ gà, Trần Như kim cương đỏ. Bây giờ các chị còn đem lơ lửng đi kiếm khoe rồi, đi kiếm bông. Úi dồi ôi, sai rồi. Thật sự hàng này nhà em bán 200 ngàn một áo nha. Em có cả mẫu mới, cả những mẫu mới luôn, có cả mẫu sò luôn, không thiếu bất cứ một mẫu nào. Hôm nay em chơi, em tính giá tốt cho các chị mua luôn, mà em còn miễn phí vận chuyển cho mình luôn, được chưa? Ha, nè, không có hàng ở dưới chợ luôn nha. Xuất sắc chưa? Chốt luôn các chị 170 ngàn một áo mà còn được miễn phí ship nữa, không lấy nhăn gì ráng chịu. Còn riêng cái này, hàng màu này là chất vải lụa vân sáng trơn. Tối nay em Tú khuyến mãi hẳn cho các chị luôn. Dạ, yeah, nói luôn 110 ngàn một áo luôn. Chị nào mua được thì mua, không mua được là ngày mai cắt hết. Đó, chốt đơn này. Chị ơi, lấy nha. Giá này là giá tốt nhất luôn. Đừng có nói bảo mà nhà mua. Mai Liễu 75, Dương Thị Cẩm 75, Anh Đào 75, Sứ Hoa 75. Em chốt luôn cho các chị 170 ngàn một áo những cái dòng tơ tằm này luôn. 75 em hết rồi ạ. Miễn phí vận chuyển cho mình luôn. Cái này là ngày mai, buổi trưa mai các chị cứ thấy đi. Em bán, tại vì em mặc là em sẽ bán, mà em mặc em bán là 200 ngàn một áo, chứ chưa bao giờ em bán 190 ngàn luôn. Nha các chị nha. Quá trời rồi. Hoa hồng 071, Anh Đào 07. Cái này mấy cái dòng này em về nhiều lắm. Bao nhiêu trở lại ngon hết. Trời, tại các chị còn đem Anh Đào 760 thôi, chứ còn mấy cái này ở dưới chợ nó bán nhanh trong một nốt nhạc luôn đó. Không có hàng để mà mua luôn đấy, chứ được không nói là các chị đào không không đâu. Chốt đơn luôn 170 ngàn một áo cho các chị luôn. Hàng lẻ, hàng 1, hàng 2 thì đó là em gom hết ra đây cho chị luôn đi Tham ơi. Nha, còn hàng lô thì em cho chị số lượng chị. Anh Đào 401, Trần Cẩm Vân 401, không, em đang bán cái này đã chị ơi, em chưa có chốt vân sóng đâu. Áo em mặc là màu đỏ chị. 401. Nguyễn Thủy Lê 401. Và áo em mặc là màu đỏ chị ơi. Chúc Lê 401 đâu chị, đỏ đô tươi hết rồi chị ơi. Ngọc Tú Lê 854. Anh Đào 883. Còn Thu Nguyễn 883, Thu Nguyễn 115. Sáng nay em mới nhập gần 100. Mai Nguyễn 712, những cái dạng hoa như vậy, với lại cái hỉ nghe sáng các thứ. Thu Nguyễn 470, còn một. Tính luôn cái chỉ 170.000 một áo luôn nha. Hoa Bằng Lăng 227, còn một. Jenny Nguyễn 227, Liên Lê 470, Dương Thị Cẩm 174, đây đẹp này. Arena Hoa Nguyễn 174, còn một. Anh Đào 174, mấy cái này ở dưới chợ không có tiền để mà nhập. Anh Đào 426, nhâm trong một nốt nhẹ. Trúc Lê 827. Cái này á, phối cho khách quần màu đỏ đẹp tuyệt vời. Kim Sa Nguyên 827, Anh Đào 153, còn hai. Nguyễn Mỹ Tiên 153, Phạm Thủy 153. 170 ngàn một áo. Mỹ Hạnh Tú 103, Thu Nguyễn 103, An Thúy 714. Mình hàng y chang, mình hàng Thái Tuấn luôn. Hôm nay các chị chưa mua tới mấy hàng này đâu. Gần đến Tết mà đi kiếm thử những cái màu hot. Thiên Kim 2 năm, còn lâu mới có hàng. Đoàn Hồng Châu 14, Pháp Phương Nguyên 14, còn 2. Phương Sa áo dài 14, còn 1. Còn 2 chị ơi. Lan Trần 14, còn 1. Em Nguyễn 22,
Holly Nguyễn 22 phòng 1. Nhà Mai Liễu 22 phòng 1. Xuân Tú 22 Nguyễn Thị Lệ Lương 82 phòng. Như cái này sao chị cái này còn là phải không? Vậy là phòng 22 đó. Thu Nguyễn 087 mấy cái này mặc mới đẹp. Mới đẹp nè. Chị Honey Nguyễn 25 em hết rồi nha chị. Nguyễn Hiền 22 Anh Đào 560 An Thúy 058 170 em một áo. Anh Đào 439 098 siêu đẳng cấp luôn. Trời ơi xuất sắc luôn. Thu Nguyễn 094 còn nào? Anh Đào 094 cho chị cái mai mai nhà Mai Liễu 094 cho nghỉ một cà rốt thôi. Trăm 70.000 một áo thôi các chị ơi. Hồng Cẩm Hà 28 các chị màu này Nguyễn Thu Hương 28 ở dưới chợ là gom sạch sẽ không có. Kim Trần Thi 28 em chốt luôn trong live tối ngày hôm nay 170.000 một áo cho các chị. Các chị không lấy là các chị tiếc đấy. Đưa cả cái màu xám của Mai Liên Xám lên cho chị luôn. Tiffany Nguyễn 612 Trúc Quỳnh 612 Phạm Thủy 612 Thúy Nguyễn 612 Thu Hường 612 Thúy Liễu 612 Kim Trần Thi 612 Trần Hạnh 612 Nguyễn Huyền 612 Kim Phượng 612 Hà Phạm 612 Trần Lan 612 Nhà Mai Liễu 612 Sâm Lâm 612 An Thúy 612 Trần Hải 612 Nguyễn Hải 612, Ngọc Hiệp 612 Lý Kim 612 Hoa Huyên 612 612 cho em Hạnh Kim Trân 612 Bina Thái 2 áo 612 Nguyễn Kim Oai 612 chị nào lấy thì các chị chốt 612 cho em màu này á, nếu chị muốn đổi chị phối cho em thêm cái quần màu đỏ được không? Chị lấy màu này đẹp lắm luôn. Màu này chị nào lấy thì chốt cho em là 535 nha. 170.000 một áo các chị ơi. 535 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 535 cho em. Trời ơi các tín đồ. Chúc Lê 535 các tín đồ bây giờ mà hỏi em vải này vải gì nữa em chịu luôn rồi đó các chị ơi. Nguyễn Thị Ngọc Anh 535 Mia 535 Phát Nguyễn 535 Hầu Yến Nguyễn 612 Diễm Nguyên 612 Như Phan Anh 535. Trời ơi giờ này mà hỏi Dương Thị 612 Hải Kim Thân 612. Chị biết vải này nó hot đến mức độ mà thường bán vải áo dài cho các chị. Cái này nè, nó về cho nhanh lắm. Đa số là bên thiết kế nó lấy là nhiều nhất. Trong Huy Nguyễn 535 535 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 535 cho em các chị ơi.
em có xong thì em có thỏ dơi trắng này. Chị nào lấy thỏ dơi trắng thì chốt cho tôi 612. Em tính giá có 170.000 một áo là em áp dụng cho các chị đúng live tối nay thôi đấy, chứ ngày mai em không bán 172 đâu. Năm Bảo Anh 2 áo 535. Ngày mai là em bán các chị 200.000 một áo. Các chị cứ xem đi, ngày mai em sẽ bán các chị tiếp mà. Chị nào lấy thì các chị chốt thỏ dơi trắng cho em nha. Rồi Hồng Châu trắng 2 áo. Lan Dê 612, Vũ Ngọc 612, Phương đang thỏ dơi trắng. Chị Anh Bùi Chu 535. 535 không phải thỏ dơi cam đâu chị Anh Bùi Chu. 535 là màu này này chị, còn 612 với lại thỏ dơi cà rốt chứ phải cam. Phải cam đúng chị. Nguyễn Hoàng 535. Chị lấy mã nào thì chị comment rõ lại giúp em chị nha. Đây là thỏ dơi cà rốt chứ không phải là cam đâu chị. Thỏ dơi trắng các chị lấy nữa không? Em lấy nữa em qua em nha. Rồi em đưa cái xoáy Dương Thị Cập 535. Nguyễn Thị Bảo Nhi thỏ dơi trắng. Lệ Quyên thỏ dơi trắng. Cơ Lưu thỏ dơi trắng. Chị Anh Vũ Chu 612. Thỏ dơi cà rốt cầm lên giúp em mã số 612 ạ. Huyền Thịnh 535. Nhưng mà mấy chị hỏi em bài này bài gì nữa. Huyền Thịnh Phúc Nguyễn thỏ dơi trắng. Phương Trương Bích thỏ dơi trắng 2 áo. Thanh Hồn 612. Hoa Bằng Năng thỏ dơi trắng. Mai Nguyễn 612. Ánh Lê thỏ dơi trắng. Phương Nguyễn 612. Cindy Trần 2 thỏ dơi trắng. Thêm một trắng nữa con. Mẫu này của em Tú thỏ dơi trắng ngày mai có về cho tụi cháu một cây. Thỏ dơi cà rốt thì toàn lên giúp em mã số 612 ạ. Thấy em mặc cái tầm tơ tầm nha khá không? Đấy, và cái hoa này này các chị. Đó. Trời ơi, giờ này mà các chị hỏi em mấy bài hay bài gì em không biết trả lời mình sao luôn. Mà em ngồi em lướt một ngày 8.000 lần Facebook em thấy là hầu như là nhen nhản luôn. Phải nói là rất là nhiều luôn. Giờ các chị hỏi em cái này, úi giời ơi. Thua rồi các chị. Hầu Dung Phạm thỏ dơi trắng 602 cho em. Hôm Huyền nay là 612. Huyền Thị 612. Huyền Thị bỏ lại cái này. Các chị ơi, tối ngày hôm nay á là em giảm giá cho các chị, là em tính các chị giá 170. Chứ bình thường nhà em áo thỏ dơi là em vẫn tính các chị 200.000 một áo nha. Vẫn bán 200.000 một áo từ hồi nào cho đến bây giờ. Nhưng hôm nay em giảm cho các chị tối ngày hôm nay là 170.000 một áo. Các chị xem đi, coi được màu nào mình cảm thấy thích thì mình lấy nha. Vì ngày mai ngày mốt các chị có nhu cầu thì cũng phải mua. Mà cũng phải mua thì là 200.000 một áo nha. Hải Đoàn thỏ dơi trắng. Ngọc Hiệp 612. 602 cho em. Thủy Trang thỏ dơi trắng. 602 cho em. Phim Xuân Hồ 602. 170.000 một áo nha các chị nha. Trời ơi, em sưu tầm mấy cái hàng này nhiều lắm. Phạm Thanh Đoan 602. Kiều Trâm 602. Ngọc Trâm Đào 602. Tuyền Thìn 602. Yến Phương Đỗ 612. Các chị thấy chưa, nay em mặc cái bộ tơ tầm đen xé đấy. Các chị mua thử cái này các chị mặc coi. Không xuất sắc nữa thì thôi, mà tính ra có 170.000 tiền vải thôi. Có 170.000 tiền vải thôi. Trời ơi, thật nó sang muốn xỉu ngang luôn đấy các chị. Ôi ôi. Ngọc Mai 602. Như Phan 602, Phương Đinh 602. 602 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 602 cho em.
chị nào giá 170.000 một áo nha. Quyền Tôn 602, Phương Nguyễn 602. Tôi một. Trang Thời 602. Rồi em lên cho các chị một màu thọ dơ này cũng đang rất là hot hit nè. Màu này mà không đẹp là có thì Quyền Tiên 602. Màu này mà không đẹp cũng không lấy tiền luôn. Nè. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ các chị mày lấy cái bộ áo dài cắt tân màu đỏ đô của chị ra đây màu. Giang Khai Ngô 602. À, cái chị nhớ hồi trưa nay em mặc cái bộ tơ tằm đấy không? Thế đâu cần phải mua nhiều người ta không đâu các chị. Nè. Rồi các chị có muốn mặc không? Hầu Hiền 602. Họ rơi nè. Chị nhìn thấy không? Nè. Đây là áo dài cắt tân nha, không phải là áo dài truyền thống nha các chị. Một trong những mẫu mà em nói với các chị luôn là người ta lấy về để mà người ta lên đồ thời trang và dịp Tết này ở tất cả các cửa hàng, ở những nơi mà người ta làm đồ thủ công, hàng về tới đâu là họ đóng mối là chủ yếu. Còn cái dân bán online như em á là đa số cái hàng này nếu người nào mà không có khách mặc những cái dòng này thì sẽ không bao giờ dám lấy nhiều như vậy, chỉ lấy một màu là 5 áo 10 áo cho các chị thôi. Nhưng mà các chị mặc cái này mới đẹp vào dịp Tết này nha. Trời ơi, cho em 170.000 một áo các chị ơi. Trần Thiên Thọ Dơ Trắng 2 áo. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Em mê mà má hả, màu nào em cũng căn, em coi màu nào mà em chưa có là em bổ sung đủ màu về em bán cho các chị. Đến thời điểm mà muốn lấy hàng là không có đâu. Mỹ Hạnh Tú 810. Trần Lý Hồng 810, Lê Nguyệt 810, Vũ Dung 810, Phạm Thủy 810, Sông Long 810, Trần Lan 810, Thanh Nhàn Nguyễn 810, Nguyễn Hoa 810, Thục Đoan 810, Thanh Hường 810. Dâu Tây 810, Cát Tường 810. Trên Nguyên 810, Hồng Thiên Đỗ 810, Mai Loan 810, Nguyễn Tiếp 810, Thu Hương 810, Tươi Trần 810, Hà Thảo 810, Hồ Hồng Thắng 810, Thúy Nguyễn 810, Chi Phương Trần 810, Võ Thị Hồng Điệp 810. Mà em có nói với các chị đó, các chị nhớ cái mai nha xé em bán cái chị không? Đầu tiên em vừa là người bán đầu tiên cho các chị, em có nói với các chị một câu, một trong những loại vải mà sẽ là một trong những loại vải mà cực kỳ hot từ đến các chị bán livestream cho tới những người mà người ta lên đồ may sẵn luôn. Và chất vải này á là một trong những chất vải mà thực sự là năm nay tụi em bán hơi bị bất ngờ luôn đó. Trần Hà 810, VV Nguyễn 810, Nguyễn Thị Hải 810. Màu trời ơi nó đẹp xỉu luôn, sang lắm. Mà cái này là ý nghĩa vô cùng trong những dịp quan trọng, đặc biệt là ngày Tết. Tùy Nguyễn 810, Lê Xuân Nguyên 810. Em có thỏi dơi tím đó chị, dễ thương mà sang lắm. Đây Nguyễn Lan Ngọc 810. Mới về xong tức thì luôn. Trời ơi nó đẹp xỉu luôn. Mà giá hôm nay các chị mua là tốt cực kỳ luôn á. Là em tính giá có 170 là em chia lại cho các chị đó. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 802 nha. $170.000 một áo, $230.000 một bộ. Rồi, chị có chị chốt 802 cho em. Huyền Nguyễn 802, Kim Xuân Hồ 802, Ngọc Hiệp 802, Trần Hạc 802, Linh Thủy 802, Thúy Lê 802, Phạm Thủy 802, Nguyễn Huyền 802, Trần Hạc 802, Hà Thị Én 802, Kim Phượng 802, Mai Loan 802,
tiên trần 802, Nguyễn Mỹ Tiên hai áo 802, Hoa Bảo Năng 802, Hoàng Lị Nhã 810, Hồng Dung Phạm 810, Matthew Vũ 802, Cát Tường 802, Vũ Ngọc 810, Mười Nguyễn 802, Kiều Trân 802, Vân Lê 802, Nguyễn Vân 802, Võ Thị Hồng Điệp 802, Tân Trần 810, Nguyễn Thị 810, Lan Hàng 810. Chị nhìn thấy vải đẹp như đó không? Nó ấm trà cười thấy không? Trời ơi, nó đẹp muốn xỉu luôn đó chị ơi. Mà lúc mà em bán cái mai nha xá đầu tiên cho các chị, em cũng bán các chị 200 ngàn cho một áo. Đến bây giờ cũng là 200 ngàn một áo, chưa có mất giá một tí nào mà còn không có hàng để bán. Sơn Lâm 802, Hà Thu 802, 810 không phải 3 áo, 4 áo đó. Tân Trần 802, Anh Đào Bùi 810, VV Nguyễn Thọ Dơi Trắng, Duy 7810. Chị có nhớ cái mai nha xá bán lần đầu tiên cho các chị 200 ngàn một áo không? Đó, đến bây giờ vẫn là từ 180 ngàn một áo cho tới 200 ngàn một áo. Chứ em làm gì có bán mắc đâu các chị, cũng mắc tí nào luôn á. 802 Ủa đẹp quá, mê. Cái chị tìm cái nguyên cái thọ này nè, em còn may cho cả mẹ của em mặc Tết năm nay nữa. Tết năm nay em sẽ cố gắng em chụp hình cùng với mẹ em post lên cho các chị. Mẹ em lo là cũng là một người không bao giờ mặc áo dài cắt tân luôn, mà năm nay em cũng may cho một bộ áo dài cắt tân mà cái thọ dơi này luôn. Em bảo năm nay đổi mới đi, bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình đâu có cần phải khoe dáng đâu, đúng không? Mình đã không có đi được giày cao gót nữa, là cứ để đấy con may cho một bộ mặc vừa nhẹ nhàng vừa đẹp vừa sang. Trời ơi. Rồi tiếp tục. Cho chị cái màu xanh Thanh ơi. Đó, ừ. Cái này là mẫu này là em có được mấy chục áo rồi. Chị nào mà hỏi em tới nha xá thì các chị mặc qua cái này được rồi nha. Hoặc là chị nào mà hay mặc thái quấn của em, các chị mặc qua cái này được rồi các chị. Phường Vũ Thọ Dơ Trắng. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp cực kỳ luôn đó. 662 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em. Các chị có nhìn thấy nó giống như dạng là nổi xà cừ ảnh không? Nó là một cái dòng mà phải nói năm nay hơi bị bất ngờ luôn á. Quay xe 180 độ. Ai đào 662? Ai mà hay mặc thái quấn với nha xá của em thì mặc qua cái này được rồi các chị. Trần Hà 662, áo dài Kim Thúy 662, Kim Lê 662, Susan Liên 662, Di Phương Trần 662, Hồng Hải Nguyễn 662, Nhà May Kim Duyên 662, Thiện Dương 662, Mai Loan 662, Bích Liên Phạm 662, Thu Đan 662, Phạm Thị Mỹ Hiệp 662, Hai Lần Nguyễn 662, Nguyễn Hậu 662, Chim Bùi 662, Hoàng Bạch 662, Matthew Vũ 662, Ngọc Hà Nguyên 662, Thu Nguyễn 662, Nhà Mai Hoàng Oanh 662, Nguyễn Oanh 662. Vô Vũ 662. Trăm bảy mươi nghìn một áo. Duy Nguyễn 662, Phương Anh 662, Nguyễn Hùng 662. Chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em. Cho chị cái màu xanh này đi, còn có bằng này đúng không? Và em có một cái mẫu màu hồng cánh sen nữa, đẹp quá, đợi em một chút. Các chị nhìn kỹ chưa? Vào con 662. Chị nào mà hay mặc nha xá này, thái tuấn này,
Hà Hồng Kông nè, thì các chị mặc qua cái này cho em là được rồi nha. Các chị biết nó ấm xà từ và nó đẹp vô ngần cùng luôn á. Mà hôm nay tính các chị giá có bao nhiêu tiền đâu, 170.000 một áo thôi, 764 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 764 cho em nha. Em còn một mẫu này, với lại em đưa cho chị màu hồng ánh sen nữa thôi, là mình bán tới vân sóng trơn cho các chị. Hứa với các chị khuyến mãi là mình sẽ bán. Dạ ok chị Anh Đào Mai, em đi đơn tiền cho chị Anna Trần 764, Trần Dung 764, Chi Phương Trần 764, Ngô Hồng Thắm 764, Mai Loan 764, Hồng Anna 764, Thu Nguyễn 764, Phạm Bích Chiêu 764, Anh Đào 764, Thu Nguyên 764, Yến Phương Đỗ 764, Nhà Mai Hoàng Oanh 764, Trần Hà 764, Hoàng Hiền 764, Lưu Loan 662 và 764, Trần Tú Văn 764, Oanh Phạm 764, Tho Lê Nguyễn 764, Hồng Yến 764, Thục Lan 764, Nguyễn Hậu 764, Thúy Nguyễn 764, Thái Hồ 764, Chi 7 764, Mát Thi Vũ 764. Còn 2. Kim Lan Nguyễn 662, Ly Hương 662, Vương Vũ 662, Kim Hứa 764, còn 1764, Thu Nga Cao 764. Nếu mà các chị kiếm thọ dơi đen và thọ dơi xám mà trên thị trường hiện bây giờ chỉ có Hà Đông á, đến Nha Khá, thì ngày mai các chị nhớ xem live trên nhà em lúc 12 giờ là em có hàng này cho các chị luôn, màu đen và màu xám nha, hai màu, và em đợi hàng hơi bị lâu rồi. Chưa? Trời ơi, có phải gì đâu mà mặc như vậy mới đúng là lụa là gấm vóc chứ mấy chị. Mấy chị mặc cái gì vậy? Mấy chị cho em Tú biết coi là mấy chị muốn mặc cái gì đây. Trời ơi, sao vậy? Vũ Thảo 662, mấy chị muốn mặc cái gì nè? Ôi, vải người ta đẹp lóc lắm như vậy, đến độ mà nghe màn hình nhà em Tú luôn mà các chị còn không mua nữa, mua cái gì? Mai Lê 662, Võ Thị Hồng Điệp 662, còn 2. Dạ có, mai chủ nhật bên em có like nha chị. Mai em có like tăng cường đấy chị, em có like tăng cường cho các chị luôn nha. Rồi Lan Vũ 662, còn 1. Trần Thị Nguyệt Nga 662. Có út tin tưởng cho các chị nè. Trời ơi, các chị mặc mấy cái này mới đẳng cấp này các chị ơi. 662 em hết ạ. Mà giá có 170.000 một áo thôi. Trời ơi, hôm nay em ngẫu hứng em bán giá này cho các chị vậy chứ. Trời ơi, nó đẹp xíu luôn á. Giá 170.000 một áo nha chị Mỹ Lê Nguyên. Hôm nay em được em vui em giảm giá các chị đấy. 464 cho em là màu hồng cánh sen. Chị nào lấy thì các chị chốt 464 cho em. Tất cả những cái này em đều có hình người mẫu mặc hết thôi, nhưng mà thôi em không dám lấy hình của người ta, nhỡ khi vi phạm bản quyền đó người ta đắm Facebook em ấy các chị, em không dám lấy thôi, chứ còn tất cả đều có hết luôn. Ngọc Hiệp 464, Hà Thu 464, Nhà May Thúy Nguyễn 464, Nguyễn Trúc 464, Hoa Lan 464, Lê Trần 464, Tâm Trần 464, Lan Trần 464, Tú Phương Nguyễn 464. Nào lấy thì các chị chốt 464 cho em. 170.000 một áo nha các chị nha. Điều Trâm 464, Thu Toàn 464. Có 662 thôi chứ không có 762 đâu. 764. Có
một cốm nữa. Cái mẫu mà màu xanh em vừa đưa cho các chị ấy, là em có một cốm mà cốm tươi đúng chuẩn tơ tằm luôn đó. Em là mặc mấy cái này là em nghiền lắm đó. Em có mấy chục bộ luôn chứ phải một hai bộ đâu này, chị thấy không? Vậy chị mua mấy cái hàng tơ tằm chị phải mặc đúng chuẩn cái này cho em, chứ cái chị toàn mua gấm mà cái chị cứ tưởng ấy à. Này mà vô trong mấy cái cửa hàng á hả, bán ấy thôi là ta nói đụng vào phát là 600-700 ngàn một áo là chuyện bình thường. Trời ơi, nghĩ sao mà có 170 ngàn một áo vậy các thôi, chị. Thôi em ra hai áo 464. Trần thì anh đào 464. Làm sao mà nó có ok. Mẫu này chị lấy thì đánh em 1-2 năm nha. Mẫu này chị lấy thì đánh em 1-2 năm nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 1-2 năm cho em. Dạ em tính các chị có 170 ngàn một áo thôi đấy. Năm nay mà các chị đi lễ Noel đấy, mà chị nào thích mặc mà dạng như là ôm bó sát như vậy thì ok. Nhưng mà các chị nghe em, các chị thử may một bộ áo dài các chị có tân mặc. Và đặc biệt luôn là các chị thử mặc chất vải này của em coi, ánh đèn buổi tối chói vào em nói các chị nổi bật nhất luôn, không bằng mấy cái chị mà hột xoèn hột đá hột liu ở đây giác đầy người, không bao giờ sang bằng. Phương Đặng 464, Matty Vũ 464, Tâm Trần 464, Matty Vũ 125, Maron 125, Anna Trần 125, Hồng Thiên Rỗ 125, Hà Phạm 125, Hương Trần 125, Phạm Thị Mỹ Hiệp 125, Sâm Lâm 125, Nguyễn Hoa 125, Sang Trần 125, Phùng Thị Tố Tâm 125, Mai Nguyễn 125, Phạm Bích Chiêu 125, Hoa Hoa 125, Trang Trần 125, Cải Ngọt 125, Tâm Trần 125. Thiệt á, các chị mặc mấy cái dạng ôm vậy nè, mà các chị có mặc cái vải gì đi chăng nữa mà các chị thử may cái này, các chị đứng giữa là tự động phát sáng hơn mấy cái chị mà gắm cho quá trời hột xoàn hột đá ở trên áo. Em nói các chị Thảo Nguyễn 125, Jelly Lê 125, Vũ Khánh 125, một hai năm cho em 170 ngàn một áo nha, 170 ngàn một áo, 230 ngàn một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 1-2 năm cho em. Rồi là cái lô này là mình có lấy thôi đúng không? Hãy cho chị cái thằng thu toàn 1-2 năm. Năm ngoái em đi lễ Noel vậy đó, em cho con gái em đi, hai mẹ con em mặc hai bộ áo dài cắt tân màu hồng cánh sen. Đến Tết 3 ngày Tết đi, 3 ngày Tết một ngày mà đi đi chúc tuổi cũng mặc áo dài cắt tân, đến mùng 2 đi cũng mặc áo dài cắt tân, đi lễ mùng 3 lễ thánh khóe công ăn việc làm cũng đi mặc áo dài cắt tân 3 ngày 3 bộ. Ngày mùng 1 là mặc màu vàng. Năm ngoái là em hợp tuổi màu vàng là em mặc màu vàng. Ngày thứ 2 là em mặc màu đỏ và ngày thứ 3 là em mặc màu xanh. Mặc như vậy coi lấp lắm, ánh đặc biệt buổi tối mà ánh đèn mà chói vào em nói với các chị xỉu luôn đó, cực kỳ đẹp luôn. 6-3 năm cho em, chị nào lấy thì các chị cho 6-3 năm cho em. Các chị thấy cái thân liễu này chưa? Chưa bao giờ em Tú bán các chị 199 ngàn bao giờ luôn ấy, bán 200 ngàn một áo là rẻ nhất quả đất luôn rồi. Hôm nay tính các chị giá có 170 thôi, lấy liền 6-3 năm cho em. Anh Đào 635, Nguyễn Thị Lệ Lương 635, Thủy Nguyễn 635. Hồng Thủy Nguyễn 635, Pháp Phương Nguyễn 635, Diễm Thúy 635, Nguyễn Hoa 635. Còn mà em, cái đó còn mà. Tâm Trần 635, Cát Tường 635, Bảy Chiều Đỏ 2 Áo 635, Hải Nguyễn 635, Dương Hoàng 635, Dương Thị Tú Nguyên 635, Phương Vũ 635, Quế
Nguyễn Kim Anh 635, Silver Linh 635, Quỳnh Nga 635, Đỗ Thị Anh Đào 635, Hơn Lê 635, Phạm Thị Nguyệt 635, Nguyễn Liên 635. Có lẻ không? Nguyễn Phượng 635. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 635 cho em nha. Dạ hôm nay em cũng ngẫu hứng cho các chị 170.000 một áo á. Rồi bây giờ sẽ chương trình văn phẩm trơn nha các chị ơi. Các chị thích mua hàng Nguyễn Thị Ngọc Nga 635. Các chị thích mua hàng mà gọi là được giá tốt hả? Em bán giá tốt cho các chị nè. Ngọc Hiệp 635, Nguyễn Mỹ Tiên 635. Em khoái và ngó cái mảnh ở trên màn hình nhé. Các chị nhìn đi, các chị nhìn đi, nó lấp lắm, lấp lắm, trời ơi nó đẹp. Nhà may Hoàng Oanh 635, Thái Lan 635, Hoa Lan 635. Mai á, em có cho các chị là cả thọ dơi đen nè, thọ dơi xám nè, đủ màu không thiếu màu gì. Hồng cắm sen cũng có luôn, xanh lá cũng có luôn nha. Và ngày mai nó hay nào cứ cố gắng gửi hàng sớm cho Tú đi. Chứ cả cây dây ngỗng phải đến chừng nào khác vi bán được xong về còn gửi người ta may làm sao kịp mà. Tại vì năm nay là còn không có 30 Tết nữa nha các chị. Nghe Trần 635, Vũ Điệp 635, Thanh Trần 635. Năm nay là còn không có 30 Tết nữa nha các chị ơi. 30 Tết đâu, theo lực âm là năm nay không có 30 Tết đâu các chị. Rồi, lụa vân sóng á, là em nói trước nha, giá này á, là còn bao nhiêu em bán bấy nhiêu. Và em bán đúng một like tối nay cho các chị. Và em khẳng định thêm một lần nữa, toàn bộ lụa vân sóng với giá ngày hôm nay là em bán cho các chị giá vốn nha. Cho nên là nếu chị nào thích lụa vân sóng mà được thì thực sự là đến bây giờ là nhiều quá rồi. Nhưng cứ coi đi, nếu màu nào được để dành đấy, một áo cũng vẫn rẻ đến khi cần. Nói chung là có hai rồi đó. Lý Lê Nguyễn 5 áo 635. Còn lụa vân sóng có hỏi chứ Tú em có loại nào không? Có một loại duy nhất 5 năm nay rồi các chị. Thực tế đầu tiên á, ở dưới chợ á, trong bảng màu á, mà nhà cung cấp người ta đặt á, là đúng chuẩn lụa vân sóng luôn. Xong bắt đầu về là với đổi tên này đổi tên kia á, thì em thấy là có một số chị gọi là lụa hàng châu nha, một số gọi là lụa hàng châu. Rồi xong rồi bây giờ đến phút cuối cùng á, khi mà đến tay của em mà làm, lúc mà em ba làm cái hàng này cho các chị này, em làm hàng vân sóng kim cương này cho các chị này, thì em vẫn bảo này mà thôi thì bây giờ người ta vân sóng thì cứ gọi vân sóng đi, chứ bây giờ lại còn hàng châu rồi lại còn nano mới chi cho nó mệt dữ vậy trời. Đã vậy là cái chất vải này á, nếu mà chị nào đã mua tất cả các loại vải hiện bây giờ rồi, đến phút cuối cùng về mặt vân sóng vẫn cứ đẹp, không mất giá nha các chị thấy không. Đầu tiên các chị mua là 180.000 một áo, đến bây giờ các shop vẫn bán giá nằm tầm khoảng 150.000 một áo cho tới 130.000 một áo. Shop nào mà miễn phí vận chuyển cho mình thì tính 150, shop nào mà không miễn phí vận chuyển mà trả tiền phí thì là 130, vì nhập giá xỉ vào là 55.000 một mét rồi, ở đâu ra cho các chị được mới giá 100.000 một áo vậy? Không có, đúng chưa? Nói ở đây là ngày mai là nói sai cái lại cười nữa, không có cười được, nói là chỉ chuẩn mà thôi. Ngọc Nguyễn 6 áo 635, Thu Nguyễn 635, VB Nguyễn 635. 675 là chất vải lụa vân sóng. Tối nay chốt đơn cho các chị 110.000 một áo nha. Anna Trần 2 áo 675, 110.000 một áo. Thích em bán giá tốt đúng không? Em Tú bán cho mọi người khỏi bán luôn nè. Cứ nói là đến với em là sẽ có nha. Trời đất ơi. Tiên Phạm 740. Ôi vân sóng mặt là xuất sắc luôn.
Còn nếu mà chị muốn á, mà may quần á, mà để mà chị mặc được tất cả các áo mà dễ mặc nhất thì chị thêm cho em 40 ngàn nữa. Thì thực tế không phải thêm đâu, vì giá của lụa Vân Sóng và giá của Ánh Sao nó tương đương với nhau. Nhưng mà các chị biết vì sao không? Vì Vân Sóng bán quá nhiều rồi, bây giờ không có còn màu nào mới ra nữa, cho nên là mọi người ngưng. Mọi người ngưng thì mọi người sẽ tự hà giá và thu hồi vốn. Không có một cái gì khác cái đâu các chị, vì hai loại vải đấy giá bằng nhau nếu bán chính thức nha. Trời ơi. Lê Trang Nguyễn 201. Úi trời ơi, chính hàng. Chị thích có độ co giãn nhiều thì chị mặc Vân Sóng. Chị thích vải lấp lắm mặc mặc mà sang mà giống hàng thương hiệu thì chị lấy Ánh Sao rồi. Mai Nguyễn hai áo 512. Đây Ngọc Điệp 512. Đây là trắng ngọc trai. Trắng ngọc trai nha, lụa Vân Sóng. Em chốt tối nay cho các chị 110 ngàn một áo. Chị nào mua được màu nào thì mua. Tím than. Trần Thanh Thảo lá tím than. Chị Nguyễn tím than. Em bán cho các chị cho vui vậy thôi chứ lời lãi gì đâu các chị ơi. Thu Nguyễn tím than. Săn cổ vịt. Vàng rêu. Ai đào trắng ngọc trai. Màu nào hết đưa chị trước nào. Hồng nhôm xanh cổ vịt. Cẩm thạch tôn nữ vàng rêu. Vàng đồng. Kim lê vàng rêu. Diều phạm xanh lá. Vàng đồng có 10 áo mà ơi. 110 ngàn một áo. Các chị biết ra không? Em không có hàng gì bán các chị ngoài ra nữa. Em cứ lối này ra bán. Thục đoan vàng đồng. Đỏ đô cho em. Ở đâu mà săn cô ban Nguyễn chị ơi. Nguyễn Huyền vàng đồng. Chị thích đó mà mặc không nhanh. Mặc mà có độ co giãn thoải mái. Mặc không nhanh thì chất vải mặc đẹp thì chị lấy này. Còn chị thích mà vải nó có một cái hơi gọi là cái độ bóng nhiều hơn và nó lấp lánh một chút xíu thì chị lấy Ánh Sao. Vì thực tế vải này với giá của lại lụa Ánh Sao là hai loại vải chính thức của nó là giá 150 một áo là chuẩn nhất nha chị nha. Nhưng mà cái này là hôm nay em bán cho các chị là em có nói là em hỗ trợ cho các chị giá 110 ngàn một áo Vân Sóng nha. Phạm Hồi hai vàng đồng. Thuy Bích vàng đồng. Vương Đăng vàng đồng. Tâm Trần vàng đồng. Nguyễn Hồng vàng đồng. Huỳnh Nhi vàng đồng. Còn một. Nga Thanh vàng đồng. Hồng Nhung đỏ đô. Nia đỏ đô. Hà Thu đỏ đô. Kim Lê đỏ đô. Thu Nguyễn đỏ đô. Võ Ngọc Bích đỏ đô. Trần Thị Anh đào đỏ đô. Thu Hà hai áo đỏ đô. Vũ Thu Huyền đỏ đô. Huy Phan đỏ đô. Thúy Nguyễn đỏ đô. Kim Sang Nguyễn đỏ đô. Áo dài Nam Hiên đỏ đô. Thúy Ngọc đỏ đô. Trúc Quỳnh đỏ đô. Trần Hà đỏ đô. Xuân Nguyễn đỏ đô. Ai Nguyên đỏ đô. Còn năm. Chị An Bùi Chu đỏ đô. Tống Vũ Thủy Vân đỏ đô. Hồng Nguyễn đỏ đô. Nguyên Nhã đỏ đô. Hô Kiều đỏ đô. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu xám. Em không bán hết là ngày mai các bạn lại xếp vào. Qua năm là em sẽ làm hàng này mà làm hàng thiết kế. Với lại em sẽ làm một số hàng mới cho các chị. Cho nên là bây giờ em bán còn bao nhiêu nữa thì em cũng nghĩ là nếu mà tính ra thì em cũng để đấy để từ từ em bán cho các chị cũng được. Thực tế là cũng không còn nhiều. Nhưng mà là bây giờ năm nay thì thôi theo như tính toán như vậy thì thời điểm năm nay mà không bán sớm cho các chị là các chị không có kịp may như vậy. Mà nhiều thợ may năm nay người ta cũng ngưng sớm lắm thì năm nay đâu có nhuần như năm ngoái đâu. Chốt xám cho em nha. Chốt Hoàng hai xám. Cho Mai Nguyễn Thi xám. Anh Đào hai xám. Dạ. Yeah. Anh hai xám. Liên Ngô xám. Giá có 110 ngàn một áo là em chia lại cho các chị nói nhỏ nhỏ thôi nha. Nói to quá là ngày mai lại bị mắng nữa à. Ái Bùi xám. Mai Nguyễn xám. Nguyễn Huyền xám. Lily Lan xám. Thu Hà xám.
giống 170 hồi nãy bên em còn nhiều màu chị ơi, nhưng mà giờ em chưa like tới. Du Nguyễn Kim xám, nhà Mai Thúy Nguyễn xám, còn 5. Ánh Lê xám, còn 4. Kim Phượng xám, còn 3. Võ Thị Quỳnh Kim xám, còn 2. Rồi Dung Trà xám, còn 1. Màu này là Ngọc màu hồng xám, chất vải lụa vân sóng. Các chị đang mua mấy cái dẻ vải kia trong mấy chục ngàn, chị ngưng lại cho em đi. Ngưng lại cho em đi, các chị mặc thử vải này coi. Các chị đi mua vải trơn ấy, nó có chỉ có hai yếu tố để làm lên một cái bộ áo dài đẹp thôi. Thứ nhất là cái chất vải, và thứ hai là cái màu hợp với dáng của chị. Chứ không phải là cứ cái gì vải gì mới ra mặc cũng đều hợp với dáng của mình hết nha. Cái chất vải ấy, có nhiều khi những cái chất vải mới hiện bây giờ ấy, sẽ làm rất là khó vô cùng. Và các chị thấy đấy, quay đi quay lại năm nay là hầu như nó hay phủ cái này là nhiều nhất. Và em còn một chất nữa, em còn một chất nữa, nhưng mà hàng nó chưa có về. Và đợt trước em bán các chị được đúng một đợt đó duy nhất. Khi nào em vòng trở lại bán các chị, em sẽ nói các chị vải đó vải gì. Vì em xác định được chuẩn 100% rồi, nhưng em không làm hàng thiết kế, em chỉ bán trơn cho các chị thôi. Vì năm nay thiết kế em rất là hạn chế làm cho các chị. Vì sao? Vì năm nay á, thứ nhất em bán những chị nào mà khách quen của nhà em, những chị mặc mà quá nhiều thiết kế rồi ấy, thì năm nay các chị coi trong tủ của mình còn áo ánh kim nào các chị may đi. Thứ nhất không mất giá, thứ hai mẫu vẫn rất là đẹp và sang. Còn không, năm nay các chị mua một là tơ tằm, hai là vải trơn, các chị mặc cho em là đúng trend nhất. Còn các chị mà mặc thiết kế là các chị bị xà lơ ráng chịu nha. Lê Trang Nguyễn Hồng Dâu, Nguyễn Uyên Hai Hồng Dâu, Anna Trần Hồng Dâu, Hoa Lan Hai Hồng Dâu, Kim Chi Lê Hồng Dâu, Phạm Huế Hai Hồng Dâu, Cẩm Huyền Hai Hồng Dâu, Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Hồng Dâu, Phúc Hồng 4 Hồng Dâu, còn 2. Trang Nguyễn Hồng Dâu, còn 1. Hà Trân Hồng Dâu, màu này các chị lấy thì chốt em xanh cô ban nha. Xanh cô ban cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xanh cô ban cho em. 110.000 một áo là em chia lại cho các chị mua. Chất vải là lụa chuẩn vân sóng luôn. Mà vân sóng á, là chỉ có một nhà này ở nguyên cả nước Việt Nam này làm thôi. Mà hàng này được độc quyền hẳn ở bên Trung về luôn. Cho nên là các chị mua, nếu mà các chị ra ngoài chợ ngoài miền Bắc là cái chợ gì là chợ Ninh Hiệp ấy, không bao giờ có chất vải này. Huyền Nguyễn Hai sang cô ban, Hồng Nhung sang cô ban, Bích Phạm sang cô ban, Kim Chi Lê sang cô ban. Cái này gì không? Cái này gì? À, xin lỗi, tổng máy vào. 4 đâu mà 4. Nhà Nguyên sang cô ban, Mia hai sang cô ban, Sang Trần hai sang cô ban, Nhung Đăng hai sang cô ban, Thảo Lu sang cô ban, Nga Trần hai sang cô ban, Cô Sương Mai hai sang cô ban, Xuân Nguyễn sang cô ban. Còn tổng 8. Sang cô ban em hết rồi chị, anh Đào không đủ 25 áo chị ạ. Ấy đi, em chỉ này đi Mai Tú lấy cho chị. Còn chốt cho các chị 25 áo cộng với lại 20 áo cộng với 8. Bây giờ chốt cho chị 25 áo nha. Còn là 20 áo với lại là 8 áo tổng, chốt 28 áo nữa cho các chị rồi. Em sẵn sàng lấy cho chị luôn. Khỏi cần phải nói. Tâm Trần sang cô ban, Ái Bùi sang cô ban, Tránh Hòa sang cô ban, Nhung Đăng Hai sang cô ban, Anna Trần sang cô ban, Lê Nguyễn sang cô ban, Lan Anh Dương Thị sang cô ban, Hoàng Gánh Hai sang cô ban, Trâm Nguyễn sang cô ban, Nguyễn Thị Yến sang cô ban, Thái Nhự sang cô ban, Thu Thúy Nguyễn Thi Hai sang cô ban, Nga Vũ sang cô ban, Vân Thúy Nguyễn sang cô ban, Kim Phượng sang cô ban, Trần Thị Anh Đào sang cô ban. Bỏ lại 8 áo đi, bỏ lại 8 áo ở đây đi, để đếm tổng ở đó 28 đơn còn bao nhiêu để lại thì bỏ vô trong phiếu. Bỏ lại đây 8 áo, đủ chưa? Rồi, cái đếm tổng mấy? Không, từ từ, chỗ đây mấy? 5,
bỏ lại đường kia 5 phiếu, bỏ lại kia 5 phiếu, bỏ đưa cái tám áo bỏ lại đây đó, 5 phiếu rồi đến đi cả phiếu ở đây luôn nè. Là 8 hả? Cái 8 hả? 8 rồi, cái này 11 phiếu. Bỏ đi, em bỏ lại đi. Đan Anh, Dương Thị sang cô Ban, Bùi Thị Hoa sang cô Ban, Thu Hà hai sang cô Ban, Tiffany Nguyễn hai sang cô Ban, Trương Vũ hai sang cô Ban, Nguyễn Ngọc Hiệp sang cô Ban, Thu Thảo Trương sang cô Ban, Quyên Nhã sang cô Ban, Ngọc Diễm sang cô Ban, Tuy Đỗ sang cô Ban, Huy Phan sang cô Ban, Hoa Lan sang cô Ban, Kiều Trâm sang cô Ban, Nhà Nguyên hai sang cô Ban, Ngọc Oanh sang cô Ban. Màu này chị lấy thì chị chốt cho em là màu đen nha, đen cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt đen cho em. Đỏ đô em hết rồi chị ơi. Còn đỏ mặn thế chị. Hết đỏ đô. Kim Chi Lê hai đen, Dung Đăng hai đen, Huỳnh Nhi đen, Phạm Huyền đen, Khánh Dự đen, Tuyết Lê đen, Ánh Đêm đen, Ngọc Anh hai đen, Thủy Nguyễn đen, Nguyễn Thị Lệ Nương hai đen, Phạm Thị Mỹ Hiệp đen, Ngô Xuân Mai hai đen, Nguyễn Thị Ngọc Anh hai đen, Phương Lưu đen, Hồng Ánh đen, Xuyên Maria đen, Dung Nguyễn Kim đen, Trịnh Thảo đen, Xuân Thu đen, Ngọc Huyền hai đen, Thúy Thu đen, Nguyễn Liên đen. Đen là đồ vân sóng. Ái Bùi hai đen, Vân Trần hai đen. Đặc biệt ngày hôm nay đây cho các chị coi như là bán các chị không lợi nhuận luôn. Chê Bùi hai đen, Trúc Quỳnh đen, Tâm Trần đen, Thùy Trinh đen, Phạm Tâm đen, Anh Đào hai đen, Tiểu Trần đen, Ngọc Phê đen, Phường Nguyễn đen, Thanh Dung đen. Lan Thanh Trương đen, Cánh Kem Hồng Diễm Ngô ba đen, Kim Phượng đen, Hoàng Hiền đen, Vân Lê đen, Nguyễn Mạnh đen. Là một bật cáo ở trên trang đó hả? Mừng Nguyễn hai đen, Nguyễn Hùng đen, Trắng Kem cho em 110 ngàn. Kim Hứa đen, Lan Lan hai đen, Ngọc Mai đen. Trắng Kem cho em 110 ngàn một áo cho các chị luôn. Trắng Kem, Ngọc Anh thêm 2 đen, Thu Thảo Trương trắng kem, Mỹ Hạnh Tú trắng kem, Anh Đào trắng kem, Nhà Nguyên 2 đen, Lê Trinh 2 trắng kem, Hồng Nhung trắng kem, Phương Trần trắng kem, Thanh Hương trắng kem, Tiffany Nguyễn trắng kem, Tâm Trần trắng kem, Trúc Quỳnh trắng kem, An Lý trắng kem, Nga Trần trắng kem, Kim Phượng thêm 1 đen, Thanh Hương đen, Phạm Minh Minh trắng kem, Huyền Phạm trắng kem, Ngọc Phê trắng kem, Phu Lê trắng kem, Áo Dài Nam Hiên trắng kem, Ánh Lê trắng kem. Còn màn này của ơi, con này là con này đúng không? Chị lấy thì chị chốt cho em là xăm cây thông. Phạm Thị Mỹ Hiệp trắng kem, Gia Duyên trắng kem, Hồng Oanh hai trắng kem. Còn hai. Phương Đi trắng kem. Xăm cây thông cho em 110 ngàn một áo luôn. Trần Thị An kem. Trang Phan trắng kem. Kim Chi Lê sang cây thông, Hải Nhi sang cây thông, Hồng Nhung sang cây thông, Trần Thị Anh Đào sang cây thông, Hải Nhi in như một phiếu, Kiều Trương hai sang cây thông, Lê Ngọc Điệp sang cây thông, Thúy Nguyễn hai sang cây thông, Phúc Hồng hai sang cây thông, Trần Mỹ Trung sang cây thông, Ngô Dương Mai bốn sang cây thông, An Đào sang cây thông, Lan Anh Dương Thị sang cây thông, Kim Lê sang cây thông, Tuyên Nguyễn hai sang cây thông, Matthew Vũ hai sang cây thông, Tuyên Maria sang cây thông, Phạm Thị Mỹ Hiệp sang cây thông, Đỗ Phạm sang cây thông, Quyên Giá sang cây thông, Nguyễn Hàn sang cây thông, Kim Thủy sang cây thông, Mai Thiên sang cây thông, Phúc Hồng thêm hai sang cây thông, Còn một, Thủy Tạ sang cây thông, Tâm Trần sang cây thông, Còn một, Nguyễn Minh Nhung sang cây thông.
Tiếng Ngọc
đếm đi Hương. Nguyễn Thị Hồng ai xanh đen? Để đấy nha, để hai. Đây tím đơn hương này các chị hay gọi là tím tử hàn đấy. Tiểu Trương hai tím đơn hương, Thu Nguyễn hai xanh đen. Sao Nguyễn Vân tím đơn hương, Anna Trần ba tím đơn hương. Lý Hạnh Tú tím đơn hương, Phúc Hồng ba tím đen hương, Củi Sỏi tím đen hương, Trâm Nguyễn hai tím đen hương, Nguyễn Huyền tím đen hương, Thúy Nguyễn tím đen hương, Thảo Bụi hai tím đen hương, Cẩm Thạch Tô Nữ tím đen hương, Phùng Nguyễn tím đen hương, Anna Thi Thi hai tím đen hương, Thúy Oanh tím đen hương, Giang Kim Yến tím đen hương, Lê Ngọc Điệp tím đen hương, Tiên Phạm hai tím đen hương, Hồng Nguyễn tím đen hương, Ánh Đen xanh đen, Hải Yến Phạm xanh đen, Tiên Ba Đa tím đen hương, Tống Vũ Thủy Vân tím đen hương, Hồng Nguyễn tím đen hương. Cô Hồng Thắm tím đen hương, Sen Thắm Sen Thắm xanh đen, Hoa Lan hai tím đen hương, Thảo Lu tím đen hương, Danh Hải tím đen hương, tím đen hương em tổng còn sáu. Giang Kim tím đen hương, Hồng Nam cho chị màu hồng dâu lên đây đi cha thân ơi. Trời ơi, cái màu mà nói là mặt mà chỉ có nghiền thôi. Các chị Ai Nguyễn xanh đen, hồng dâu cho em nha. Chị nào lấy thì các chị Lê Yến xanh đen, Thảo Nguyễn hai tím đen hương, còn ba Mia hồng dâu, Nguyễn Huyền hồng dâu, Tâm Trần hồng dâu, Thu Nguyễn Hồng Dâu, Thảo Nguyễn Hồng Dâu, Ngọc Diễm Hồng Dâu, Lý Hạnh Tú Hồng Dâu, Nan Trương Hồng Dâu, Khôi Đăng hai Hồng Dâu, Nguyễn Thị Ngọc Anh hai Hồng Dâu, Quyên Nguyễn hai Hồng Dâu, Phạm Thị Mỹ Hiệp Hồng Dâu, Nguyễn Oanh Hồng Dâu, Nguyễn Lan Hồng Dâu, Phương Thu Hồng Dâu, Hồng Nhung Hồng Dâu, Thúy Nguyễn hai Hồng Dâu, Bích Liên Nguyễn Hồng Dâu, Maria Hồng Nguyễn Hồng Dâu, Thanh Hương Cao Hồng Dâu, Đặng Thục Hồng Dâu, Kim Ngân Võ Hồng Dâu, Oanh Phan Tiến Đen Hương, Vô Trần Thi Hồng Dâu, Yến Lê Hồng Dâu, Lê Nguyễn Hồng Dâu, Phương Đinh Hồng Dâu, Nguyễn Ngọc Diệp Hồng Dâu, Bùi Sỏi Hai Hồng Dâu, lâu lâu em bán này em hơi khó tính với các chị tí nếu mà Hoa Đăng Hồng Dâu, các chị mà Thái Nhân Võ Hồng Dâu hai áo nhà em là các chị sẽ mua được rất là nhiều hàng giá tốt luôn. Mà các chị thấy không, một khi mà người ta bán khuyến mãi các chị á, mà thường sẽ là hàng lẻ, mà hàng lẻ có một áo các chị mua kiểu gì bao nhiêu luôn chốt mà đến mức độ vẫn còn dư luôn, chứ không phải là chuyện mà gom ra một áo hai áo hoặc là hàng gọi là hàng gì mà ra gom bán cái gì đâu. Một khi khuyến mãi là khuyến mãi nguyên lô, nguyên kiện, nguyên đai luôn, không có cần phải khuyến mãi một áo hai áo luôn. Đức Hải Hồng Dâu, Ngô Sương Mai hai Hồng Dâu, Phương Anh Hồng Dâu, Tiên Phạm Hồng Dâu, Oanh Phạm hai Hồng Dâu, Lê Ngọc Điệp Hồng Dâu, Liên Dinh Tím Liên Hương, Hồng Hồ Hồng Hồ Thanh Hương Cao thêm một Hồng Dâu, Thảo Sang Vũ Hồng Dâu, Trang Trần Hồng Dâu. Tím đen hương em hết rồi chị, để cho nguyên này em còn có một thảo thôi chị. Bây giờ em còn hồng son, Anna Trần Hồng Dâu, Kim Hứa hai Hồng Dâu, Nguyễn Huyền thêm một Hồng Dâu. 110 ngàn một áo, đúng không?
được khuyến mãi mà toàn màu đẹp, mà chất vải này làm sao mà là thay hương hồng dâu lụa mango. Các chị mua nhà em có 80.000 thôi là giá tốt nhất em bán từ hồi nào đến bây giờ đúng không, là màu trơn đấy là giá 80.000 một cái, là lúc nào cũng vậy luôn, hầu như là em bán các chị giá 80.000 một áo là rất lâu rồi, cả năm hơn một năm nay rồi đó. Còn các chị mua cũng mua ví dụ như là siêu lụa đi 100.000 một áo, thêm đúng 10.000 một cái này đẹp hơn gấp một vạn rồi. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là hồng son, không phải ai cũng dễ thể nào mà tiếp cận được đâu, trừ khi là các chị theo dõi like hàng ngày các chị mới nắm được giá ở trong tay, các chị mới biết chất vải đấy được sell với giá như thế nào. Chứ thật sự một chị mà chưa có biết gì về vải mà coi like thì thật sự nó là một cái giống như một cái tổ tò vò ấy các chị, nó rối bèn bèn luôn, không biết lụa gì với lụa gì luôn. Các chị cứ nghe thấy lụa toàn tên những cái tên trời ơi nó đẹp rồi, lụa nào cái màu người ta lên sao người ta dơ lên cái màu nào cũng đẹp vậy mấy đứa ơi. Giờ mấy cái nào mua cái nào đúng không các chị? Các chị nào giống hoàn cảnh như em vừa nói không vậy? Hồng son cho em nhá. Hồng dâu, Thảo Sang Vũ thêm một hồng dâu, Nguyễn Hồng Giang hồng dâu, Tiên Phạm thêm một hồng dâu, Bùa Ngọc Trúc xanh đen, Anna Trần Hai hồng son, Cuội Sỏi hồng son, Pia hồng son, Trúc Hoàng hồng son, Hoa Lan hai hồng son, Cô Xuân Mai năm hồng son, Phạm Quyên hai hồng son, Kim Chi Lê hồng son, Bích Liên Phạm hồng son, Mai Tâm Phạm hồng son, Sang Trần Hai hồng son, Bích Phạm hồng son, Nguyễn Huyền hồng son, Thu Nguyễn hai hồng son, Phương Thuận hồng son, Nguyễn Hồng Hải hồng son, Lê Ngọc Điệp hồng son, Thanh Hương hồng son, Áo Dài Nam Hiên hai hồng son, Hai Hương Hương hồng son, Phúc Hồng hai hồng son, Ngân Nguyễn hồng son. Sao người ta dơ lên cái màu nào cũng đẹp. Ngang Ố Ngố hồng dâu, Phạm Mỹ Hiệp thêm một hồng dâu, Vân Huyền Lê hồng dâu, Lê Lệ hồng dâu. Ủa? Bế Nguyễn hồng dâu. Hai áo nữa. Trần Mai Ly hồng dâu, Tâm Trần hồng son, Kim Ngân hồng son, Khương Thuận hồng son, Nguyễn Vân hồng dâu, Huy Phan hồng son, Nguyễn Thị Mai Hương hai hồng son, Khoai Chi Bùi hồng son. Mà nhất là cái này mới là vấn đề nan giải mà các chị. Mà nhất là của sao tự nhiên mấy cái bạn mà mặc áo dài mà bán ra vải áo dài này, sao mấy bạn mặc cái này cũng đẹp vậy ta. Nguyễn Văn Hồng Son, Hồng Nhung Hồng Châu, Tráng Hoàng Hồng Châu, Hoàng Thúy Ngọc Hồng, Hoàng Thúy Ngọc Hồng Châu và Tiến Thị Hương, Thảo Bùi Hồng Son, Kim Yến Dương Hồng Son. Hồng Son còn mê hồng dâu con bé kia con còn bỏ ra là bị thiếu tổng hình như là một hay hai áo đó đúng không các chị? Có chị nào trong cái hoàn cảnh mà giống như em vừa nói không? Em biết là có nhiều chị tự nhiên bị rơi vào gọi là bị rơi vào mê hồn của livestream bán vải á, qua shop này thì thấy vải này sao nó lại là cái vải gì, qua shop kia thì lại bảo cái vải này là cái vải gì, mà làm sao hôm nay nó vừa bán xong buổi trưa buổi tối nó lại mang cái khác lên. Trời ơi, tôi chưa kịp định hình, các lý ơi, là các lý bán nhiều quá, tôi chưa kịp định hình là cái gì với cái gì luôn, tôi rối xong tôi hỏi cái tự nhiên mấy lý gọi là sao. Đúng không, xác không các chị? Nghe hoa hồng dâu, vàng mỡ gà hồng cho em. Hồng xanh đen. Này, vàng mỡ gà giống em Tú đang mặc này, y chang luôn này các chị, nhưng của em là phủ nano vậy thôi. Đúng không các chị ơi? Vàng mỡ gà cho em nha. Ngọc Anh vàng mỡ gà, Lê Thiên Hai vàng mỡ gà, Việt Trần vàng mỡ gà, Đức Hải vàng mỡ gà, Trần Huyền vàng mỡ gà, Khôi Đăng Hai vàng mỡ gà, Jenny Nguyễn Hai vàng mỡ gà, Hà Nhi Ba vàng mỡ gà, Tiên Phạm Hai hồng dâu,
Ngọc Thủy vàng mỡ gà, Khải Ly Lê vàng mỡ gà, Nan An Dương Thị vàng mỡ gà, Mỹ Hạnh Tú vàng mỡ gà, Trần Thanh Thảo vàng mỡ gà, Nhi Hua Hai vàng mỡ gà, Bùi Sợi vàng mỡ gà, Xuân Phù Vi vàng mỡ gà, Vân Nguyễn vàng mỡ gà, Thanh Hương Cao Hai vàng mỡ gà, Tiên Phạm vàng mỡ gà, Nguyễn Tú vàng mỡ gà, Nguyễn Tí Hiền vàng mỡ gà, Ngọc Kiếm vàng mỡ gà, Nguyễn Julia vàng mỡ gà, Nguyễn Thị Phương Mỹ vàng mỡ gà, Hoàng Yến vàng mỡ gà, Thủy Nguyễn vàng mỡ gà, Thu Lê vàng mỡ gà, Tuyết Nguyễn vàng mỡ gà, Mỹ Linh Nguyễn Ba vàng mỡ gà, Trúc Chí Huỳnh Hai vàng mỡ gà, Tâm Trần Hai vàng mỡ gà, Nguyễn Mỹ Nhung vàng mỡ gà, Hồng Son còn một, Bí Ngô Hồng Son, Hồng Dâu còn, Đen còn nha các chị nha. Thu Nguyễn vàng mỡ gà, Phương Anh vàng mỡ gà, Liệt Nguyễn vàng mỡ gà, Maria Hồng Nguyễn vàng mỡ gà, Lê Nguyễn vàng mỡ gà, Nguyễn Tú vàng mỡ gà. Mấy nhỏ này sao nhỏ nào nó mặc áo dài cũng đẹp, mà cái nào nó mặc lên cũng đẹp, mình làm cho mình không thể nào mình cưỡng lại được. Rồi xong mấy nhỏ này sao mà vừa bán trưa nay xong tự nhiên nó bảo hết, nó bảo hết mà thấy trời ơi quá trời luôn, nhà nó quá trời là bài luôn, sao nó vẫn chưa, vẫn bảo hết. Rồi xong cái ngày mai hỏi còn không, dạ hết, trời sao nó bán nhanh dữ vậy chàng. Nguyễn Minh Thiện vàng mỡ gà, Huy Phan vàng mỡ gà, Tường Lê Nguyễn Hai đen, Nguyễn Mỹ Tiên đen, Nguyễn đen, đen em còn, xanh đen em còn, hồng dâu em còn. Các chị quan thủ chốt thì em chia lại các chị giá 110.000 một. Đa lê vàng mỡ gà. Chắc phải lùa phân sóng. Lâu lâu mới có một lần nha các chị. Gà Mai Thúy Nguyễn đen, Hoàng Thúy Ngọc vàng mỡ gà. Lâu lâu ta mới có một lần. Đây vàng mỡ gà vàng bằng này. Tiffany Nguyễn đen 20 ảo. Đưa Ngọc Dung vàng mỡ gà. Thi Nguyễn đen 2 ảo. Nguyễn Thu Phú vàng mỡ gà. Các chị lấy xanh đen nữa không? Còn có bằng này nữa thôi nè. Thi Vi Nguyễn vàng mỡ gà. Bé 2 đen. Trúc Hoàng vàng mỡ gà. Nguyễn Thu vàng mỡ gà. Tiffany Nguyễn 10 vàng mỡ gà. Không đủ. Cho nó mang về đó mà không được. Xanh đen cho em. Tôi với xanh đen. Xanh đen với hồng dâu. Các chị ơi, các chị kết hợp bộ này cho em cũng đẹp. Tôi với xanh đen. Nguyên Nguyên gọi xanh đen và vàng mỡ gà. Thơ Nguyễn Ngọc 2 đen, Hồng Nhung xanh đen, Ngọc Anh 2 xanh đen. Tay em cầm là hồng dâu ấy các chị. Trần Thanh Thảo xanh đen, Hoa Ngọc xanh đen, Phương Vũ 2 xanh đen, Thi Nguyễn xanh đen. Giá có 100 vàng mỡ gà. Này xanh đen còn bằng này thôi đó chị luôn. Còn đây là hồng dâu, em cũng còn bằng ngày khoảng từ 10 áo nữa thôi. Nhưng các chị nha, chị nào lấy thì các chị cứ hồng dâu cho em. Rồi, các chị ok chưa? Rồi, xong nha. Còn bán một màu này nữa thôi, màu đỏ. Hồng thắm xanh đen. Để bên kia để phối sang bên ấy. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu... màu cam cà rốt, màu cà rốt cho em nha. Sa Thi Lê Ba hồng dâu. Cà rốt cho em chất vải lụa vân sóng. Hôm nay em chia lại cho các chị nhà mình giá là 110.000 một áo nha các chị ơi. Dạ không chị ơi, cái này tụi em cắt ra 2 mét hết rồi, không có cắt lẻ nha tình yêu nhá. Rồi mày cho ấy lên cho chị đi, cho cái gì Nguyễn Hoàng hồng dâu, chúc mặc đầu đình cho chế con. Ca Thi Lê hai xanh đen. Xanh đen còn một. Ngô Sương Mai 5 cà rốt, Mia cà rốt, Nguyễn Hoàng xanh đen.
sen, tú nguyễn cà rốt, ngọc diễm cà rốt, thảo nguyễn cà rốt, chi chi hai cà rốt, đồ lê nguyễn cà rốt, nguyễn linh đai xanh đen. Xong chị nào còn hết Duyên Phạm cà rốt, Bích Liên Phạm cà rốt, Thi Nguyễn cà rốt, Lan Lan Lê cà rốt, Xin cho màu đen lên ha. Hà Dôi Hà hai cà rốt, Nguyễn Thị Ngọc Nga hai cà rốt, Nguyên Thiên Nguyên cà rốt, Trần Thị Anh Đào cà rốt, Hồng Dâu em còn Hân Khánh Hồng Dâu, Ca Thi Lê hai cà rốt. Ơ, lâu lắm rồi mới gặp chị Ca Thi Lê nhá. Cà rốt, Kim Loan cà rốt, Ngọc Dung Hồng Dâu. Cà rốt còn 5 thôi. Chị, lâu lắm rồi em mới thấy chị mua hàng mà. Em hôm nay quên mất tiêu, em mang cái áo chút tiền đi mà. Rồi rồi. Quên mất tiêu của mình. Quên lâm cà rốt. Chúc sinh, chúc mọc đầu điền. Em xin em đứng một mình em vẫn tin. Cà rốt em còn 4, hồng dâu em còn 5. Chị nào mua hết giúp em luôn đi các chị ơi. Đen em còn, chốt đen đi các chị. Xuân này không có gì rồi, nếu các chị không mua hàng là coi như xuân này em không có gì rồi. Các chị thấy em Tú tư vấn cho các chị đúng không? Cái chút mới này này, nếu mà các chị may hoa ở dưới chân sẽ cực kỳ xấu. May hoa trên ngực cho em là đẹp nhất nha. Còn cái chút cũ kia kìa, cái chút đờ ra may á các chị, là may ở dưới chân này nè. Hôm nay em quên mất tiêu, chiều em vội vàng em về cái em quên mất tiêu không đưa cho Phong. May ngày mai không phải áo mặc thôi, ngày mai mặc cái khác, bán cái khác. Giờ chị nào lấy thì các chị chốt chút đen cho em. Em có chút đen, chút hồng, chút xanh cô ban nữa cơ. Em có tổng 4-5-1 chút lẫn và 1 chút không cho các chị. Nhưng mà riêng màu đen là em Tú hốt trước. Sẵn thầy tôn nướng cà rốt. Riêng màu đen là em Tú hốt trước rồi. Nào lấy thì các chị chốt chút đem cho em, giá cho em 80.000 bảo đẹp luôn, may lên mà không khó nữa thì thôi luôn á. Các chị thấy em tư vấn các chị đúng không? Các chị may cái chút này ở dưới chân là không đẹp đâu, may ở trên ngực cho em Tú. Còn không các chị ráng đợi đến sáng thứ hai mặc cho các chị xem. 80.000 một áo là chắc là lụa mango nha. Chị nào lấy nguyên set thì đóng cho em luôn, là vì sao? Vì quần em lấy luôn quần lụa mango cho các chị luôn, giá 80.000 một quần luôn nha. Tâm Trần Trúc Đen. Lấy ở trong bịch này. Trúc Đen cho em, chị nào lấy thì các chị chốt Trúc Đen cho em. Ngày mai chua mai nhà em có like nha các chị, chua mai nhà em có like nha, lúc 12 giờ. Ngày mai em sẽ vòng trở lại cho các chị trở cái bụng to này, buồn một đống thịt con này. Ôi ôi mỡ không. Nhung Nguyễn Trúc Đen xét này, mỡ không này các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt Trúc Đen cho em. Thơ Nguyễn Ngọc Trúc Đen xét, Xuân Thu Trúc Đen. Tối nay là em Tú có ý định là gì các chị biết không? Ý định là hả, lấy 1-2 màu ra để mà hôm qua kia gì em mới khuyến mãi cho các chị lụa sạc cờ, các chị thấy em mặc không? Đấy, là em chỉ kịp báo nhân viên nó cắt được cho các chị 3 màu hay 4 màu thôi. Là màu đỏ đô, màu xanh rêu, màu đen em vẫn còn, với thêm màu tím nữa thôi, các chị lấy liền. Em vẫn còn tính các chị ngày mai chưa mai bán tiếp nha, sàn nó. Kêu kìa, đưa cái áo đỏ đô của lụa sạc cờ ra đây cho chị. Lại Nguyễn Trúc Đen thử coi đẹp không em hả? Thôi để bữa nào em mặc đi, còn thì mua nha chị. Trưa nay em ướm rồi, chúc trưa nay em ướm cho các chị rồi nha, chứ phải em chưa ướm đâu.
Yeah, rồi em Tú con mắt áo này một cái một là thôi, ta nói là dịch không có muốn kịp luôn. Nè, xuất sắc luôn. Còn bao nhiêu màu là may hết, bấy nhiêu luôn. Hôm nay em xuống em thấy phòng nó giao cái áo này, em nếm mắt cửa có cái chị đưa cái lạc này. Bây giờ mà bỏ ra, bây giờ mà có hỏi các chị hỏi em tắt em cũng không còn. Ở dưới chợ nó hết bắt tiêu. May cho vui vậy, may để mặc cho nó có mặt với các chị. Tại vì sao biết không? Vì thích cái vải này. Vì thích cái vải này, nếu mà mặc đi lễ là siêu đẹp luôn, rất nét, rất trẻ. Mà đã vậy cả một cái nhà thờ không ai đụng mình, vì mình đáng vải đúng không? Mà mình mặc trên live những cái gì hot ấy, là các cô khác với các chị khác ở đây là sẽ mua mặc y chang như vậy. Là mình đi vô trong nhà thờ là mình sẽ đụng hàng với người ta. Cho nên là mình không bao giờ mình đụng hàng với người ta hết, vì mình không bao giờ mặc dấu. Hả? Còn mình chưa nói ai đẹp hơn ai nha, mình không có nói như vậy, nhưng mình không thích đụng hàng đó. Thích Lan chút đen xét. Đưa xà cừ để cho cô. Lấy liền cho em, tính cho các chị giá có 200 ngàn một áo thôi. Trời ơi, không mua là tiếc lắm á nha. Hôm vừa rồi là không có hàng để bán đâu đó. Nè. Đẹp chưa? Nè, trời ơi, chị may chưa chị ơi? Chưa may thì nhớ lấy nha tình yêu ơi. Cho nó lên nó sang xỉu luôn. Hôm vừa rồi con mắt một phát một bốn bộ xong thở. Trời ơi, bán hàng xong đứng không nổi luôn, nó mệt. Các chị chốt đơn cho em xà cừ đỏ đô 200 ngàn một áo thôi, lấy lên cho em đủ. Quỳ Nguyễn trúc đen, cái này Pháp Phương Nguyên trúc đen, cái dạng này á, chị nào mà sắp sửa mà Giáng sinh ấy, mà ca đoàn ấy, các chị may đồng phục cả trăm áo luôn, em bao các chị mặc luôn, bao sang cho các chị nhà mình luôn. Xà cừ đỏ đô cho em 200 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xà cừ đỏ đô cho em, chưa may em mặc cho các chị xem. Hiền đang xà cờ đỏ đô, Thu Nguyễn xà cờ đỏ đô, Phan Hàn xà cờ đỏ đô, Hàng Hoài xà cờ đỏ đô, Ca Thi Lê xà cờ đỏ đô, Ngô Phương Mai năm xà cờ đỏ đô, Mỹ Lê Nguyên năm xà cờ đỏ đô, Nhà Mai Thuy Nguyễn xà cờ đỏ đô, Hoàng Hạnh xà cờ đỏ đô, Triệu Điệp xà cờ đỏ đô, Tâm Trần xà cờ đỏ đô. Nguyễn xà cừ đỏ đô, Hoa Ngọc xà cừ đỏ đô, Nguyễn Thị Kiều Kha xà cừ đỏ đô, Bùi Thị Hoa xà cừ đỏ đô, Đoàn Thùy xà cừ đỏ đô, An Lý xà cừ đỏ đô, Thơm Phạm xà cừ đỏ đô, Phương Vũ xà cừ đỏ đô. Bỏ cái gì đấy, chút xuống lấy màu đen, Kim màu gì Cao lên. Kim Cao Mỹ xà cừ đỏ đô, Phòng Hòa xà cừ đỏ đô. Trưa mai sẽ cho nhân viên cắt thêm một đợt cho các chị nữa. Và ngày mai là chưa bao giờ, không phải chưa bao giờ mà rất là lâu rồi, chắc phải cả gần 2 năm nay rồi em Tú mới bán cho các chị. Đợt chủ nhật này là đợt thứ 2, sau khi khoảng 2-3 tháng trước có một lần duy nhất là hôm đó. Còn khoảng 2 năm nay là em không có like ngày chủ nhật cho các chị. Ngày mai ngày chủ nhật em sẽ cho nhân viên cắt đủ màu của cái hàng này và sẽ cho các chị thêm một đợt khuyến mãi nữa, giá tốt như vậy nữa là em ngưng nha. Trời ơi, Nguyễn Hằng xà cừ đỏ đô, Phan Hiếu xà cừ đỏ đô, Xe Lơn xà cừ đỏ đô. Xà cừ đỏ đô cho em 200 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xà cừ đỏ đô cho em. Các chị ơi, của Tham xong lấy xà cừ đen lên đi Tham.
thiệt á, các chị nhìn thấy em mặc 4 cái chưa? Em có tổng 12 cái là đủ 12 màu luôn, không thiếu màu nào đâu. Mặc cái này nói với các chị là sang mà đứng form mà đơn giản mà đẹp nhất luôn á. Rồi tiếp tục nha. Một veo ở ngoài kia cắt rồi kìa, lấy ra đây luôn cho chị luôn. Chị Trương, chị thấy em mặc không? 4 cái một lúc, cái nào lên cũng đều sang hết. Riêng một sang Coban thì may ra giờ chỉ có hàng rẻ thì còn, còn sang Coban ở trên kho em cũng hết luôn rồi. Kìa một sang veo ở đây này bé ơi. Hai màu này là lúc 7 giờ mấy, 8 giờ em với báo ở bên kho nó cắt, nó không tắt, không kịp được đúng hai màu thôi các chị. Còn ngày mai em sẽ cho nhân viên đủ màu bán các chị, mà em khuyến mãi các chị thêm đúng một like ngày mai nữa. Nếu chị nào thích cái sạc từ này là các chị phải đăng like ngày mai các chị xem nha. Hoàng Thúy Ngọc xà cừ đỏ đô, Đào Thúy xà cừ đỏ đô, Hôn Sa áo dài xà cừ đỏ đô. Thiệt xà cừ của em là đúng gọi là không đẹp không lấy tiền luôn. Xăng cô ban hết rồi chị. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu xăng rêu nha. 10 màu là tổng em có đến gần 15 màu lận, chứ không phải là 1, 2, 3, 4 màu như vậy đâu. Ngày mai mỗi màu em sẽ cắt các chị một cây. Một cây nó khoảng 50 áo, là cỡ khoảng 600 áo. Là em khuyến mãi các chị nữa là em dứt điểm luôn nha. Xanh rêu cho em được lắp thu nguyên xà cừ đen và xanh rêu. Đưa đen đây cho chị. Này đen này, đen là một trong những mã best seller nhất của nhà em luôn. Trần Cẩm Vân xà cừ xanh rêu 200.000 một cái. Diệp Thúy xà cừ đỏ đô. Bích Liên Nguyễn xà cừ xanh rêu. Nguyễn Thị Liễu xà cừ đỏ đô. Tâm Trần xà cừ xanh rêu. Phương Loan xà cừ đỏ đô. Ngô Sư Mai xà cừ xanh rêu 5 áo. Nguyễn Minh Thiện xà cừ đen. Ngân Nguyễn xà cừ xanh rêu. Ngọc Nguyễn xà cừ đen. Tâm Trần xà cừ đen, An Lý xà cừ đen, Đặng Lại xà cừ xanh rêu và đen, Quỳnh Khanh xà cừ đỏ đô, Thảo Trang xà cừ xanh rêu, Ái Bùi xà cừ đen 2 áo. Các chị biết là xà cừ ấy, em có nói một câu như vậy này, nhưng mà không phải vì vậy mà em tự hào gì đâu. Mà là các chị biết á, mỗi lần tụi em mà làm hàng mới cho các chị á, mà những cái mẫu nào mà ví dụ em làm mà ở ngoài người ta không có bán á, là đồng nghĩa tụi em phải tự bỏ tiền túi ra để đặt riêng về bán cho các chị. Và em đầu tư rất là nhiều công sức để bán cho các chị, chứ không phải là cái chuyện mà em cứ thích em mua là có nha các chị nha. Còn ví dụ các chị thấy em bán xong, các chị thấy ngày mai người khác bán, các chị thấy ngày mốt người khác bán, có thể là nó né như nhau về hoa thì mỗi một người sẽ bán một cái hoa nó khác nhau. Nhưng riêng xà cừ á, khi mà em bán lần đầu tiên cho các chị xà cừ bông chân này, là em có nói các chị như vậy này, xà cừ hoa đều á là rất là nhiều, và cái file của nó có sẵn nhiều lắm, mình muốn đặt mẫu nào, mình muốn làm như thế nào đều làm được. Nhưng riêng cái file của bông chân này á thì em phải làm rất là khó, là vì em phải đặt riêng và họ làm rất là lâu mới xong được những cái lô hàng xà cừ bông chân như vậy cho các chị. Cho nên tha nếu mà so ra với giá hôm nay tính như vậy cho các chị thì không gọi là cao đâu. Để thiết kế được một cái áo như vậy, mai mốt chị nào mà có kinh doanh như em, các chị sẽ biết rất là nhiều chi phí, rất là nhiều chi phí luôn. Rồi còn cộng thêm nữa là phải trả tiền thiết kế nữa. Cho nên các chị thấy thì sao xà cừ bông chân này là ở trên thị trường người ta không làm được. Và đến thời điểm này em bán khoảng 2 tháng nay rồi mà vẫn chưa có ai làm. Là vì người ta muốn đặt hàng chứ sẽ không làm được. Chỉ có 1 cho tới 2 nhà làm được. Thì người ta cũng không nhận làm số lượng ít, mà người ta phải nhận làm số lượng rất lớn. Và phải quen người ta mới vẽ và người ta làm file cho mình, rồi người ta mới in hàng cho mình. Cho nên vì sao đến giờ này là xà cừ bông chân của em vẫn chưa có người bán, là vì không thể làm hàng được. Và chắc chắn nếu như em bán mà các chị mặc đẹp, các chị còn hỏi em còn bán được, thì chắc chắn tương lai sẽ có, nhưng sẽ rất là ít và rất khó làm. Nhưng từ giờ đến Tết là sẽ không ai dám đầu tư nữa, vì năm nay từ giờ đến Tết là còn rất là nhanh rồi. Cho nên là có thể qua năm sẽ có các chị, chứ không phải là không. Nhưng mà là đến thời điểm này là không làm nữa được các chị nhé. Nên không phải vì vậy mà tự hào. Cho nên là mong là các chị cũng hiểu và thông cảm tụi em có giá cao, vì các chị đừng có đồn đoán là tụi em lời để mà mua xây nhà lầu mình hiếm có đâu. Các chị mai mốt nếu có kinh doanh như tụi em, các chị sẽ hiểu nha các chị. Châu Ngọc Thảo xà cừ đen, Kim Lý xà cừ đen,
em hôm muốn... xưa mai xà cừ đen hai áo, chú hồn xà cừ đỏ đâu và xà cừ đen, thảo quyên xà cừ xanh rêu, xuyên Maria xà cừ đen, thanh thủy xà cừ đen, nhu nhiên xà cừ đen, cẩm lan xà cừ đỏ đô, ái bụi xà cừ xanh rêu, lê quyến xà cừ xanh rêu, tân xuân xà cừ đen, như hoa kiều xà cừ đỏ đô, lê quyến xà cừ rêu và đen, tiền quyến xà cừ đỏ đô, xô hoa bụi xà cừ đen. Vì em cũng muốn là các chị mua hàng của em, các chị cũng mua được những cái sản phẩm đẹp. Vì em cũng là một trong những người mặc áo dài, chứ không phải là em chỉ mặc theo các chị làm mẫu đâu. Em đạo công giáo góp luôn, em đi lễ còn mặc áo dài mà các chị. Mà em, nhà em là bán truyền thống áo dài cả mấy chục năm nè, em truyền nghề lại cho em. Có một khoảng thời gian em tính bỏ nghề luôn đấy các chị, mà tại nhớ nghề quá, xong rồi không biết là dòng đời đưa đẩy thế nào mà đi bán online cho các chị chứ. Chứ nguồn gốc xuất xứ nhà em, các chị cứ về Phương Lâm, các chị hỏi cô Chính bán vải, ai mà không biết các chị. Ai cũng biết hết á. Bố mẹ em bán vải mấy chục năm rồi, từ cái thời giải phóng á các chị. Giải phóng á, từ cái thời các chị tưởng tượng, từ cái thời xà ru với bô đi xoe á, mà mang ra chợ có hai cái bao thôi là ai đến cũng bắt cắp cho hai cái quần bô đi xoe với hai cái áo xà ru. Mà em hỏi các chị, cái áo xà ru hồi xưa nó làm gì có nhiều mẫu mã như vậy, nó có một hai mẫu thôi. Người nào đến cũng chỉ mua những cái đấy thôi, giống như là mặc tập thể vậy luôn á các chị. Làm gì thời xưa làm gì có các chị mà đã phải ở quê nữa. Cho nên là em cũng muốn đưa đến cho các chị những cái sản phẩm tốt, có điều cái giá của nó cao hơn một chút. Thì nếu mà các chị cảm thấy chấp nhận được, các chị thấy đẹp, các chị ủng hộ em nha. Hồi xuân mai xà cừ đen, tâm dung trên xà cừ đen, lan trên hai xà cừ đen. Một tím này là một tím hôm vừa rồi em mặc nè. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em xà cừ tím. Chị lan trên chị lấy xà cừ xanh gì vậy chị ơi? Em chốt cho chị xà cừ đen thôi các chị. Không có xanh rêu, từ nãy giờ có bán xanh rêu. Lên trang trạng xà cừ đen hai áo. Màu này các chị lấy thì chốt em xà cừ tím nha. Em tính các chị giá 200 ngàn một áo nha các chị ơi. Xanh lục là xanh gì? Chơi luôn. Xanh lục là xanh gì? Chơi luôn, nó bỏ xanh luôn chứ không phải xanh lục. Chơi luôn. Xà cừ tím cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị có. Anna chọn xà cừ tím. Thanh Hương xà cừ đỏ đô. Cái màu cà rốt đấy các cái màu cà rốt đấy các chị đẹp. Đẹp lắm. Màu cà rốt rất là đẹp luôn. Hàng Nguyễn xà cừ đỏ đô. Không có cắt kịp, còn màu xanh đen, màu vàng đồng, nhiều màu đẹp lắm mà chưa có cắt kịp. Mày thấy nó bán không Nhung? Nó bán mà cái áo mẫu là nó nhét cái cứng trong góc kẹp. Xong rồi nó treo cho một đầu, chứ không phải có ai nhìn thấy cái hoa đâu. Nhìn đi. Hiện đang xà cừ cà rốt, xô hoa bụi xà cừ xanh rêu. Chị mày luôn, nó xấu lên. Thành Nguyễn có đồ bỏ. Tâm Trần xà cừ cà rốt. Thành Nguyễn có đồ bỏ. Mặc sang lắm các chị. Và các chị tưởng tượng là tụi em lấy cái gì tụi em dán lên, giống như những cái miếng mà miếng ni lông hay đề can tụi em dán lên nào không. Các chị cứ nhận vải ở ngoài đi, trời ơi nó mềm và nó đẹp cực kỳ luôn. Và cái dạng xà cừ này là một trong những dạng xu hướng trong ngành thời trang của năm 2025 nha. Anna chọn xà cừ tím, Lệ Trang chọn xà cừ xanh rêu. Ở dưới còn lẻ màu gì nữa đưa đây cho chị luôn. Chị nào mua được màu nào thì mua. Ngày mai em tăng cường cho các chị cái màu ví dụ như là vàng đồng này, xanh đen này, Nguyễn Hiền xà cừ đen, đỏ này, Nhung Nhiên xà cừ tím, Thay Trúc Tại xà cừ xanh rêu, Kevin Khôi xà cừ cà rốt nè. Sang cô Ben còn nè, sang cô Ben còn hai áo này các chị nè. Này bỏ đấy nè. Nè, cái này bỏ đi đây.
màu củ hàn còn này các chị. Cô bạn còn hai áo này, lấy cho chị nào này. Cô thưa Mai Xanh, cô bán hai áo màu củ hàn này còn này chị. Củ hàn này trên nhà em còn đấy, chị lấy em lấy luôn cho chị này. Màu này đẹp lắm chị yêu ơi. Bên đây với xà cờ củ hàn 5 áo. Có màu cà đậm nữa này chị này. Màu cà đậm cũng đẹp này. Đây con. Anna Trần xà cờ củ hành, Thiên Nguyễn xà cờ củ hành. Sô Hoa Bùi xà cờ củ hành. Một này là một cà đậm nha chị nha. Chu Hường xà cờ củ hành, Thu Nguyễn xà cờ củ hành, Và Thị Thu Hường xà cờ củ hành, Châu Học Thảo xà cờ củ hành, Tâm Trần xà cờ củ hành. Cái màu này bán ế nhất. Trưa mai con bé mang màu này ra mặt. Màu này bán ế nhất luôn. Trưa mai con bé sẽ lấy bộ này ra mặt. Cô Sương Mai hai cà đậm, Anna Trần cà đậm, Nguyễn Tuyết cà đậm, Tâm Trần cà đậm. Màu này là màu cỏ úa, trưa mai con bé sẽ lấy nguyên một bộ này em ạ. Rồi bỏ lên nào. Với lại có xăm cổ vịt nữa, chị đo luôn đi chị. Vì xăm cổ vịt nó đợt đầu tiên ấy, em cũng còn ít lắm. Này chị. Vô Loan cà đậm, Thế Nguyễn xà cừ đỏ đô. Rồi và nó mềm xèo mà các chị ơi. Chứ nó không phải tụi em lấy cái gì để can hay gì mà dán lên đây đâu. Trời Thái ơi. Thái Hương cỏ úa, Molly Trần cỏ úa. Hậu Thiên Đỗ cỏ úa, xăm cổ vịt nhé chị nhá. Hô Sương Mai ba cổ vịt, Thục Nguyên xà cừ đỏ đô, Nguyên Phú Minh cỏ úa, Chu Hương cổ vịt, Tâm Trần cổ vịt. Tâm Trần cổ uống. Một tính là nhẹ con không? Mấy cái lẻ lẻ ngon hết rồi. Nguyễn Thị Thanh Tâm cổ vịt, Annie Hằng, Annie Hằng Phạm cổ vịt, Lý Lê Nguyễn Nam cổ vịt. Mời cổ vịt. Đỏ vũ cổ vịt. Chị ơi chị cần đỏ tươi, chị gom nhiều nhiều đi chị. Đỏ tươi chứ mà chị ơi. À, đỏ không phải đỏ tươi đâu, nó gọi là đỏ trung tính, là đỏ Vương Loan cổ vịt mặt đấy, không phải đỏ đô đâu nha. Đây này chị, đỏ này, này chị này, đó là một đỏ đó, này may cho mấy chị mà mặc vào Giáng sinh cũng đẹp tuyệt vời, đúng không? Đỏ này còn nha. Quyến quý xanh cổ vịt. Nói chung là ngày mai tôi cho cắt mỗi màu một cây là khoảng 50 ngàn nữa xuống. Ngọc Đào đỏ, Thân Nguyễn xanh cổ vịt, Ngô Sương Mai năm đỏ, Thanh Hương đỏ, Anna Trần đỏ, Thi Nguyễn đỏ. Xà cừ giá 200 ngàn một vải ấm nha chị. Bùi Thị Hoa đỏ, Mai Huynh đỏ, An Lý đỏ, Chu Hường đỏ, Tiền Đặng đỏ, Tiền Nguyễn xanh cổ vịt, Ngọc Dung đỏ, Trần Hòa Thanh hai đỏ, một cổ một con đơn. Trần Hòa Thanh xanh cổ vịt, Hồng Thiên Đỗ cà rốt. Chị ơi, Dương Lan Vó xanh đẹp. Cổ vịt. Nó đẹp quá trời luôn mà sao các chị. Ngọc Mai xanh cổ vịt. Ôi yếu dữ vậy. Trời ơi, cái màu xanh rêu các chị nhớ nha. Nó lấy màu xanh rêu này. Màu cà nhạt, cà đậm này. Màu đỏ cô chưa may này. Bỏ ra đi con. Một áo cà. Trần Hòa Thanh cà đậm.
theo hiệp đỏ, ngọc đào ca, ngọc đào cỏ úa, thanh hương cà đậm, ngọc đào cà rốt, phương xa áo dài hai đỏ. Bỏ ra một áo đỏ, một áo rêu, một áo cà cho chị đi Mai. Là những màu đấy chị chưa có đó. Mai có cổ biết không? Ừ, đưa cho cô Yên, Mai có cổ tay dài hết. Cổ truyền thống tay dài là truyền thống tay dài. Với Mai lại một cái màu đen đi, đừng có đính nữa. Màu đen hoa nào cũng... Trời ơi, hoa nào cũng đẹp hết á. Chả có hoa nào xấu hết. Còn hoa màu đi không có cái hoa nào khác đâu chị ha. Cô về mặc cái nào cũng đẹp, cái trẻ có cái nào xấu hết á. Quê Nguyễn xa cơ cổ á. Cổ úa em có sẵn luôn đấy, các chị có tin nhờ em mang cho các chị xem không? Mấy kiếm bỏ ra cho chị đi thăm. Nói là phải có sắp mắt là phải có chứng cho các chị ngay mà liền luôn. Chưa mai mặc cho các lý cho mình xem này. Màu này cũng chưa có may nè. Ừ. Không, có một bộ chắc ăn luôn. Thôi Mai chuyện đi, có một bộ. Đợt đấy mặc một lần rồi mày quên. Các chị ơi, các chị lấy nữa không? Hàng này về liên tục không em? Chị Trần Hòa Thanh hỏi cái gì Bạch Nhung? Hỏi là sao? Phạm Thanh đang xà cừ tím. Chị ơi, màu đấy không phải màu vàng đâu, màu đấy là màu cỏ úa đấy chị. Còn màu vàng đồng tạm thời ở dưới này là nó chưa có còn. Phải ngày mai nó cắt thì tụi em mới chốt đơn được. Bây giờ cái màu đó phải màu vàng đấy chị, màu đó là màu cỏ úa đấy chị ơi. Hàng này á, một lần em đi cái chị một công có chi phí lớn lắm. Mà hàng này là đặt riêng á, nó phải dệt. Nó dệt vải. Xong bắt đầu là nó có cái file sẵn đấy. Mà cái này Việt Nam mình chưa có làm được đâu các chị. Chưa có cách gì làm được hết á. Trần thì ai đào xà cừ đỏ. Em có xà cừ đỏ, mà xà cừ đỏ đô nha. Chị nhìn kỹ cho em nha. Cái màu này là màu đỏ đô nha chị. Màu đỏ đôi nha, còn cái màu đỏ là cái màu giống em đang mặc mới là màu đỏ nha chị nhá. Hai màu nó khác nhau hoàn toàn với chị nhá. Chị cần màu gì chị bảy triệu đồng. Thế Nguyễn xà cừ xanh cổ. Đưa màu xanh đưa đây cho cô, khỏi cần quần đưa xanh đưa đây cho cô này. Trời ơi, nó đẹp muốn xỉu luôn mà các chị. Làm sao ạ? Đến khi em tú mặc xong rồi các chị hỏi cho. Hỏi nghĩa là muốn đấy, cũng những cái màu mà anh nói với các chị. Thôi các chị lấy đi, giống như cái thằng quên sóng này là bây giờ đi hỏi em hồng phấn. Trời ơi, các chị nghĩ xem những cái màu đấy mà có điều với các chị làm gì mà có. Cái lúc mà gọi là nó đang là đương nhiệm ấy, thì may ra nó mới có những cái màu lạ như vậy. Còn khi mà nó hết đương nhiệm rồi ấy, nó bị đầy và lãnh cung rồi, làm gì nó còn những cái màu đấy nữa. Trời ơi, hơn đang xanh cổ Việt nè, cái màu xanh rêu người ta đẹp muốn xíu. Với lại màu đỏ đô. Màu này là màu đỏ đô nha chị nha. Còn màu đỏ là nó giống màu của em mặc á. Đưa cho chị đỏ đô ra đây. Mai mấy cái này tụi mày khỏi phối quần đi. Để không như vậy là chị đã thấy đẹp mà. Chị thấy cái hoa của nó tiệp vào luôn đó mà. Nó Lan Hoàng Thuy xà cừ đỏ. Trời ơi, cực cổ sắc. Xà cừ đỏ nha, cái này là đỏ đô nha, nghe cho kỹ nha chị Hai. Cứ như vậy đi, làm việc là phải Trần Hòa Thanh đỏ đô, phải nghiêm túc. Cái này giỡn là giỡn, bỏ đơn hàng cho khách. Tuyên Phạm đỏ đô, hết sức Ngọc Đào đỏ đô, chuẩn cho chị. Nguyễn Thủy Tiên đỏ đô. Chứ không phải là chuyện giỡn được đâu. Hồng gắn sen á, hồng gắn sen hình như đó là hết rồi chị. Đỏ đô là cái này, còn đỏ là cái này nè.
này còn là đỏ đô. Có một đỏ. Nói tóm lại là để ngày mai tụi nó sẽ cắt đủ màu, mỗi một màu em bán các chị đúng một cây nữa là có khoảng 500 éo nữa là em kết thúc cái giá này cho các chị. Nhưng mà hàng lúc nào trong kho em cũng có sẵn các chị mỗi màu khoảng là 200 éo nha. 200 éo, mỗi màu là em có khoảng các chị 200 éo, riêng màu đen em có các chị là 500 éo trong một màu đen. Đó, các chị mua số lượng nhiều em đều có luôn. Nhưng mà với cái giá này thì ngày mai em ép cho các chị thêm một lần nữa và mai em kết thúc cái giá này nha. Còn giá chính thức thì em bán trên trang là 250.000 một áo nha chị. Rồi các chị không lấy nữa em nghỉ nha. Thì hai kiểu xà cừ đỏ đô. Chị An Vy có sang cổ vịt rồi chị. Sang cổ vịt. Dương thục đỏ đô. Bỏ Hoàng Hiền đỏ đô. Bỏ ra chưa? Bỏ ra chưa? Thì ai cho cô chưa? Chính phủ hàng sang rêu với đỏ. Thế là màu gì sang phần Thay Huy đỏ đô. Cổ vịt cô có rồi. Mai Huy cổ đen. Một cái đen nữa. Đen cô may lại. Không có dính sang rêu tay gì hết. Các chị thấy em đi guốc cho các chị mà em bị biến nhẹ chân luôn này các chị. Này cái ngón này nó bị quặn vô luôn. Đúng. Đi giày cao gót đấy các chị. Ngọc Đào thêm một cà rốt. Hai la lê đỏ đô. Ở đô đẹp lắm chị ơi. Thiên Nga Kiều đỏ đô. Đây lên nướng cho chị xem cái. Nói tóm lại là hàng này mà ướm lên sẽ nhìn không bao giờ đẹp. Phương Mai cà rốt. Nhưng may lên thành áo nha, may lên thành áo xong rồi mặc lên cho các chị phải nó rất là sang luôn. May lên thành áo đỏ đô. Bắt đầu là các chị mặc lên rồi nó đẹp. Là các chị thấy em anh đâu có kiểu gì đâu, có đúng một duy nhất đó là truyền thống tay dài thôi mà mặc trời ơi nhìn cái áo nó sang thẳng luôn, khác biệt bò thẳng luôn á, rất là đẹp. Xuyên Maria đỏ đô giá 200.000 một vẻ nha chị. Màu đen mà các chị không lấy là các chị tiếc lắm đây. Nói trước à nè, màu đen là hoa hoa luli đó các chị, màu đen là hoa luli đó. Trần Hòa Thanh đỏ đô, Hoàng Ngô đỏ đô, Thiên Nguyễn đỏ đô, màu đen là hoa luli đó các chị, màu đen là hoa luli đó. Có, để chị vô chị lấy cho. Màu có cố may tròn xét tay dài nguyên một bộ luôn. Có quần của nó cùng đi tâm luôn. Thu Nguyễn đỏ đô. Rồi nghỉ Nhung ơi. Nhớ 12 giờ trưa mai nhé. Lê Diệu Hảo xà cừ đen và hai xanh rêu. Ngọc Dung xà cừ đen